Tiên nghịch tập 109 mục tiêu của 108 tiên chúc bạn xem video vui vẻ tại kênh Kiwi Chuyện nhé. Hồ Phong thuật là thần thông mạnh nhất của hắn, lần thứ hai thi triển ra. Lúc này Hắc Phong xung quanh càng mạnh hơn hóa thành hai con Hắc Long ở phía trước Vương Lâm. Trước khi đạt tới khuy niết, Vương Lâm tối đa chỉ có thể hóa thành một con. Nhưng hiện tại do tu tăng lên toàn lực thi triển có thể ra hai con Hắc Long, hai con Hắc Long gầm lên, nối đuôi nhau bay quanh người Vương Lâm, đồng thời há miệng thổi ra vô số những cơn cuồng phong, vô số những tiếng nổ quanh quần thiên địa những cơn gió lạnh rất mạnh khiến cho tinh không xung quanh có chút chấn động cùng lúc đó phương lâm lại chỉ về phía phong tiên ấn trên đó lập tức lóe ra kim quang một đạo thiên lôi từ trong đó nhanh chóng ngưng tụ rồi bay về phía huyết thần tử phương lâm lại vỗ túi chữ phật kiếm tiên xuất hiện trong tay hắn không tiếp tiêu hao nguyên lực thi triển ra chảm la quyết liên tiếp một đạo nối tiếp một đạo hắn cứ thế thi triển chẳng biết huyết thần tử bình tĩnh tùy ý bước tới tay phải chỉ lên trời lập tức thiên lôi do phong tiên ấn ngưng tụ nổ tung tay phải của huyết thần tử chỉ xuống phía dưới, lập tức lực lượng khổng lồ do trăm đạo chảm la quyết hình thành vỡ hết. Cuối cùng tay phải của huyết thần tử chỉ về phía trước, âm phong do hai con hắc long phun ra cũng biến mất. Ngay cả hai con hắc long ở dưới một chỉ của huyết thần tử, cất tiếng kêu thảm thiết do bị một cỗ lực lượng cường đại không thể tưởng tượng chém ngang lưng. Hô phong của tiên đế bạch phàm chỉ có vậy mà thôi. Ánh sáng yêu dị trong mắt huyết thần tử càng đậm, tay phải hư không chụp một cái thẳng hướng vương lâm. Ngay trong khoảnh khắc này, tên sư tôn của thanh thủy ta, Ngươi có dám lặp lại lần nữa, một cỗ sát khí tưởng chừng có thể xé rách không trung, cùng với giọng nói âm trầm và lúc huyết thần tử vừa dứt lời đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc thanh âm vang lên, không gian xung quanh lập tức bị xé nát ra thành nhiều mảnh gây nên những tiếng nổ ầm ầm, giống như không thể chịu nổi âm thanh này, không chỉ tinh không mà ngay cả kiếp vân trên bầu trời lúc này đều nhanh chóng lui lại, quy tắc ngôn xuất pháp tùy của huyết thần tử lúc trước so sánh với thanh âm này cũng là không phân cao thấp, trong phạm vi vạn trượng hình thành quy tắc trong phút chốc tan vỡ thậm chí Diêu Vân ở phía xa cũng phun máu tươi, thân mình lập tức uể oải, ánh mắt kinh hãi cấp tốc lui về phía sau, toàn bộ vạn trượng trong khoảng không lập tức tràn ngập sát khí không thể tưởng tượng này, không chỉ có như thế, trong khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ trong La Thiên Nam vực đều có thể cảm nhận được một luồng sát khí phát ra từ trong lực lượng của thiên địa, mức độ nồng đậm của sát khí khiến rất nhiều tu sĩ bị chấn động mà phun ra máu tươi, mà lúc này, huyết thần tử bị vây ở trung tâm của cơn gió lốc sát khí càng cảm thụ sâu sắc hơn, đồng tử hai mắt hắn co rút lại, hắc long bị chặt ngang ở trước người vương lâm trong khoảnh thanh âm này vang lên lập tức tiếng rít không ngờ khôi phục như bình thường trong tinh không một thanh niên một thân bạch y có mái tóc đen phiêu giật cùng con mắt phải đỏ sẫm từng bước từng bước chậm rãi đi tới sắc mặt của huyết thần tử lần đầu tiên đại biến thanh thủy tiên quân huyết thần tử đột nhiên thu tay lui về phía sau mười bước hắn nhìn chằm chằm bạch y thanh niên đang từng bước từng bước đi tới sắc mặt lập tức trở nên âm trầm người có dám ở trước mặt ta nói lại một lần câu nói vừa rồi Thanh Thủy chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh như băng, bình tĩnh nói, vừa nói, màu đỏ trong trong mắt phải của Thanh Thủy cực đậm, lóe cả ra ngoài, trong đó giống như ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến cho người ta ớn lạnh, yêu quang trong mắt huyết thần tử càng đậm, trầm giọng nói, Thanh Thủy tiên quân, giữa ta và ngươi cũng không có hiểm khích, nếu vì lời nói vừa rồi của lão phu, ta nhất định thu hồi, sau này ta và ngươi còn muốn cùng đi liên minh tinh vực, đến lúc đó lão phu sẽ tìm cơ hội bù đắp lời nói hôm nay, chẳng qua, kẻ này có ân oán với diêu gia của ta mong rằng tiên quân không nhúng tay nếu không sẽ tổn thương hòa khí vẻ mặt của thanh thủy vẫn lạnh lùng như trước thân mình bước về phía trước một bước đi về phía huyết thần tử trong miệng bình tĩnh nói sư đệ này của ta học nghệ không tinh đã trêu chọc người của diêu gia ngươi nhưng như vậy thì sao sư đệ huyết thần tử ngẩn người mặt lại biến sắc mắt phải của thanh thủy chợt lóe một ngón tay chỉ lên bầu trời lập tức một luồng hắc phong nồng đậm hơn vô số lần so với ngọn gió mà vương lâm vừa mới gọi ra trong khoảnh khắc tràn ngập trong thiên địa mức độ dày đặc của hắc phong này không thể tưởng tượng nổi hơn nữa trong đó còn vang vọng những tiếng rít trong khoảnh khắc sáu con hắc long từ trong hắc phong cuồn cuộn biến ảo ra toàn bộ sáu con hắc long này đều có thân dài vạn trượng như bao phủ toàn bộ thiên địa hình thành một cỗ uy áp đáng sợ ở dưới cỗ uy áp này kiếp vân trên bầu trời nhanh chóng lui về phía sau chỉ có điều trong khi lui về phía sau lại ngưng tụ nhiều kiếp vân hơn dường như ẩn giấu một kích mạnh nhất, cảnh tượng này cho dù là liếc mắt nhìn một cái cũng khiến người ta lâm vào kinh hãi, hắn vừa học xong hô phong thì chính là đại truyền nhân của sư tôn ta, với thân phận của hắn, không nói Diêu gia ngươi, cho dù là tổ tiên của Diêu gia ngươi trước đây cũng không được làm tổn thương một sợi lông của hắn, Thanh thủy lạnh lùng nói, tay phải chỉ về phía huyết thần tử, lập tức sáu con hắc long mở miệng phun ra từng đạo âm phong đáng sợ, nét mặt huyết thần tử càng lúc càng âm trầm, lúc này âm phong kia thổi đến với tu vi của hắn cũng cảm giác hết sức lạnh lẽo âm phong này và thần thông của vương lâm vừa rồi thi triển tuy nói giống nhau nhưng uy lực lại chênh lệch như trời với đất huyết thần tử thoáng suy si tư hai tay mở ra lập tức liền có một phần áng sáng màu hồng xuất hiện trước người những tiếng động ầm ầm vang lên ánh sáng màu hồng biến thành một đàn huyết yến tổng cộng 99 con huyết yến bay lượn hình thành một cơn lốc màu đỏ va chạm với âm phong kia một tiếng nổ kinh thiên vang lên khoảng không giữa huyết thần tử và thanh thủy xuất hiện rất nhiều cái khe rồi chúng đột nhiên kéo dài giống như một cái khe khổng lồ thân thể huyết thần tử chấn động lập tức lui về phía sau hắn nhìn chằm chằm thanh thủy vội quát thanh thủy ta kính ngươi là tiên quân chớ có bức người quá đáng thời gian ngươi ngủ say quá lâu có phải đã hồ đồ rồi không hứa mộc cho dù học được hô phong nhưng làm sao có thể là sư đệ của ngươi hơn nữa hắn giết rất nhiều tộc nhân của diêu gia ta ta tới giết hắn là việc hoàn toàn hợp lý ngươi dựa vào cái gì đến quản lão phu không sợ ngươi chớ có bức ta huyết thần tử cũng không biết Thanh Thủy vẫn có ái náy với sư tôn, cái cảm giác đó in sâu trong lòng hắn, chỉ có điều, lại không có cơ hội báo đáp. Sau khi hắn thức tỉnh đã nhìn thấy hô phong của Vương Lâm thi triển, trong trận chiến của hắn và viêm đôi tử sau khi ký ức bị điểm tỉnh, ở sâu trong nội tâm đối với Vương Lâm lại có một chút tình cảm phức tạp. Cho dù hắn thật sự làm sai cũng do ta tự mình thay sư tôn tới dạy, ngươi không có tư cách đó. Thanh Thủy tiên quân lạnh lùng nói, âm phong bên ngoài thân thể do sáu con hắc long phun ra liền rít lên. Lúc này, sáu con hắc long lại quấn lấy nhau hóa thành một, trong tiếng giống giận dữ của con hắc long khổng lồ một làn nước mưa phun ra trong phút chốc trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ bị bao phủ trong nước mưa mù mịt hoán vũ lúc này những giọt mưa giống như những viên pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ bao phủ trong phạm vi ngàn dặm kèm theo cả sát khí có một chút kỳ lạ đó là ở bên ngoài thân thể của vương lâm những giọt mưa này chẳng những không có chút lạnh lẽo ngược lại rất ấm áp bao phủ toàn thân vương lâm khiến đại lượng nguyên lực tiêu hao trong cơ thể hắn chậm rãi khôi phục vương lâm ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt Lời nói của Thanh Thủy rơi vào trong lòng Vương Lâm khiến hắn lâm vào trầm tư, ánh mắt của hắn thủy chung đặt trên người Thanh Thủy, ở sâu trong nội tâm xuất hiện một cảm giác nói không rõ, loại cảm giác này rất xa lạ đối với hắn, dường như đã rất lâu không xuất hiện trong lòng, hắn chỉ nhớ mang mắng, sư Tôn Độn Thiên của Luyện Hồn Tông trên chu tước tinh năm đó đã cho hắn cảm giác như vậy, hắn còn nhớ, Tư Đồ Nam như sư như hữu cho hắn cảm giác đồng dạng, hắn còn nhớ, khi hóa thần lần đầu tiên gặp Thiên vận tử đã cho hắn loại tình cảm không thể nói rõ này còn có chu giật kia đồng dạng như thế cả đời vương lâm tuân theo quy tắc người không phạm ta ta không phạm người đồng dạng nếu người có ân với hắn cho dù ân đó chỉ là nửa điểm chỉ là rất ít nhưng lại có thể khiến vương lâm chân chính đặt ở trong lòng cực kỳ quý trọng ân của độn thiên vương lâm nhớ rõ sự phát triển của luyện hồn tông vẫn luôn khắc ghi ở trong lòng hắn ân của tư đồ vương lâm nhớ rõ quý giá như xạ thần xa hắn đều có thể đưa tặng không chút do dự nếu tư đồ nam gặp nạn vương lâm tự biết cho dù thịt nát xương tan nhưng phàm là có khả năng cứu tư đồ nam hắn vẫn sẽ lựa chọn đi cứu mà không lùi bước bởi vì tư đồ có ân đối với hắn ân của chu giật vương lâm không có quên để báo đáp cái ân đó hắn đã làm ra rất nhiều rất nhiều khi hắn hóa thần thiên vận tử đồng dạng có ân đối với hắn chính vì ân này khiến cho vương lâm sau khi phát hiện đủ loại manh mối vẫn không có quyết định dứt khoát mãi cho đến cuối cùng tất cả đều bay ra trước mặt mới khiến hắn không thể không bước đi trên con đường chống lại thiên vận tử chỉ có điều ở sâu trong nội tâm hắn lại có một nỗi đau không thể hóa giải. Lúc này Thanh Thủy đang đứng trước mặt hắn, ngăn cản huyết thần tử cùng với thiên kiếp vì hắn. Hết thảy những việc này, chỉ là bởi vì pháp thuật hô phong, bởi vì một sư môn truyền thừa căn bản là không tồn tại. Sắc mặt của huyết thần tử tối sầm, lúc này giọt mưa tràn ngập trong phạm vi ngàn dạm đã cho hắn một cảm giác chấn động tâm thần. Hắn cũng không phải không sợ Thanh Thủy giống như lời nói. Trên thực tế, một kích cổ thần ấu tử toái tinh đã tạo thành thương thế cực kỳ nghiêm trọng cho hắn, chẳng qua bị hắn cưỡng ép, ngăn chặn hơn nữa lại dùng bí thuật chữa thương truyền thừa mới khôi phục một chút nhưng nếu đối mặt với thanh thủy thương thế của hắn sẽ trở thành ẩn họa lớn nhất hơn nữa thân là lão tổ của gia tộc tu chân truyền thừa từ tiên giới nên hắn đối với tiên nhân trong lòng cực kỳ phức tạp nhất là thanh thủy hắn còn nhớ rõ trong điển tịch của gia tộc có miêu tả về người này cho dù là tổ tiên khi đó cũng phải đối đãi cung kính uy danh của thanh thủy quá lớn huyết thần tử cho dù không bị thương cũng không nắm chắc có thể thắng được đối phương hơn nữa tu vi đến trình độ của bọn họ nếu đánh một trận nhất định là long trời lở đất lúc này giọt mưa trong phạm vi ngàn dạng bỗng chuyển động phát ra những tiếng rít chói tai ẩn chứa một cỗ lực lượng của thiên địa dày đến mức không thể tưởng tượng thậm chí bên trong còn ẩn giấu một tia tiên giới lực tinh khiết vô số giọt mưa này giống như vô số thanh kiếm sắc điên cuồng tấn công về phía huyết thần tử trong mỗi một giọt mưa đều có khí tức cực kỳ đáng sợ chỉ cần một giọt liền có thể khiến thân thể của một tu sĩ vấn đỉnh viên mãn tan vỡ mười giọt âm hư vong trăm giọt trở lên khuy niết phải bỏ chạy nhất là vô số giọt mưa này lao tới mang theo khí thế có thể xuyên thấu hết thải quy tắc cho dù là huyết thần tử đối mặt với vô số giọt mưa tâm thân cũng phải chấn động mạnh hắn giơ hai tay lên lập tức có tiếng sấm ầm ầm xuất hiện tiếng sấm giống như sóng âm dường như có thể khai thiên tích địa những tiếng động ầm ầm kinh người không ngừng vọng ra từ trong thân thể huyết thần tử một cơn cuồng phong chợt xuất hiện vờn xung quanh huyết thần tử trong khoảnh khắc liền biến thành một cỗ lôi phong đây chính là lôi phong danh tiếng lẫy lừng trong lôi trì tiên giới tiên thuật phong thanh ở trong tầng thứ 8 tàng các của Vương Lâm có ghi lại tỉ mỉ khẩu quyết của pháp thuật này, sắc mặt huyết thần tử âm trầm, tay phải chỉ phía chân trời, lôi phong bên người hắn lập tức phát ra tiếng sấm ầm ầm điên cuồng tàn ra bốn phía, những giọt mưa lập tức va chạm với lôi phong mà phát ra tiếng nổ dữ dội, trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi ngàn dặm chỉ có tiếng sấm, một làn sóng chấn động lan ra bốn phía quấy động thiên địa lực xung quanh khiến cho không gian xuất hiện vô số những vết nứt, vô số giọt mưa cuốn ngược lại nhất tề ngưng tụ bên ngoài lôi phong, sau khi dung hợp hình thành một làn nước, khiến cho những tia chấp ẩn chứa trong tiếng gió xuất hiện nơi giao thoa với nước mưa không ngừng tàn ra, gần như trong nháy mắt, trong ngàn dạng tất cả đều trở thành lôi quang địa ngục. Tiên thuật phong thanh, vẻ mặt thanh thủy lạnh lùng, bình tĩnh mở miệng, vũ phong, trong khoảnh khắc âm thanh vừa dứt, trong ngàn dặm vô số giọt nước mưa lập tức tản ra một làn hơi lạnh không thể tưởng tượng, gần như khoảnh khắc liền lần lượt hóa thành bông tuyết, lôi phong trong khoảnh khắc va chạm với nước mưa lập tức bị đóng băng, trong khoảnh khắc này, huyết thần tử không cần nghĩ ngợi hai tay lập tức bắt quyết niệm thần chú liền có thiên địa lực từ bốn phương tám hướng xuyên qua lớp băng ngưng tụ nhanh chóng hóa thành một tiểu cầu lớn bằng nắm tay ở trước người hắn trong nháy mắt khi tiểu cầu xuất hiện tay phải của huyết thần tử bấm niệm bắn ra một đạo thần chú vào quả cầu lập tức một làn sóng gợn rất mạnh tản ra tiểu cầu kia nhúc nhích hóa thành một con tiên hạc có màu màu hồng chân màu vàng lông trắng như tuyết tiên hạc bay quanh bên người huyết thần tử huyết thần tử vẫn không dừng lại theo thiên địa lực ngưng tụ gần như trong khoảnh khắc, được thần thông của hắn làm cho từ một con tiên hạc biến ảo ra chín con, chín con tiên hạc bay múa xoay tròn, huyết thần tử quát to: "Thanh thủy, thần thông trúc lôi phong của tổ tiên Diêu gia ta không bằng hô phong thuật của ngươi, nhưng vô số năm qua, tổ tiên Diêu gia ta qua nhiều thế hệ đã sáng tạo ra nhất thức thần thông." Hai mắt của chín con tiên hạc chợt đỏ rực, lại có một cỗ yêu khí nồng đậm từ trên thân chúng tản ra giống như gió lốc trực tiếp phóng đi, lớp băng xung quanh bị yêu khí chạm phải không ngờ có dấu hiệu tan vỡ yêu khí này quá mạnh huyết thần tử đứng ở vị trí trung tâm mái tóc phất phơ trên mi tâm có một cơn lốc xoáy màu đỏ chui ra huyết thần tử đã không còn giống với tu sĩ mà là bị cổ yêu chiếm cứ thân thể tiên thuật hạc lệ yêu quang trong mắt huyết thần tử trong khoảnh khắc này giống như minh đăng tràn ra u quang vừa dứt lời lập tức chín con tên hạc không ngừng bay quanh người huyết thần tử kêu lên một tiếng rồi lao ra tiếng hạc cây chói tai chín con tiên hạc đồng thời kêu lên tạo thành một cơn lốc tỏa ra một thứ lực lượng không thể tưởng tượng những tiếng động ầm ầm vang lên trong khoảnh khắc, lớp băng xung quanh tan vỡ, bị cuốn về phía sau, không chỉ như thế, sự tan vỡ nhanh chóng lan rộng, gần như trong nháy mắt, tất cả băng tinh trong phạm vi ngàn dặm lần lượt tan vỡ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa tinh không giống như bị bao phủ dưới tiếng hạc kêu, thanh âm quá mạnh mẽ, giống như vô số cây châm nhỏ bắn ra, khiến cho những thứ mà nó chạm phải đều nổ tung. Đúng lúc này, một con tiên hạc chợt phát nổ bắn ra vô số lông chim màu trắng, ẩn chứa lực lượng cường đại mà tấn công, ngay sau đó lại có một con tiên hạc nổ tung gần như trong khoảnh khắc chín con tiên hạc đều tự bạo vô số lông chim bắn ra bốn phía hình thành một đại thần thông tràn ngập trong phạm vi ngàn dặm thuật này không tồi ánh mắt thanh thủy vẫn lạnh lùng như trước chậm rãi nói chỉ không tồi thôi sao một thức thần thông này của diêu gia ta còn chưa kết thúc phong thanh hạc lệ thảo mộc giai binh ánh mắt của huyết thần tử lộ ra yêu quang bộ quần áo màu hồng phồng căng hai tay đánh ra hai đạo thủ ấn về hai bên nhất thời trời đất dường như tối lại thảo mộc giai binh vô số lông chim bắn ra bốn phía trong khoảnh khắc này cũng tỏa ra yêu khí lập tức hình thành một đám pháp bảo hoàn toàn khác nhau trong thần thông thảo mộc sai binh ý tư của binh chính là binh khí lúc này thần thông triển khai lập tức thiên địa biến sắc gió nổi mê bay toàn bộ tinh không chẳng khác nào có vô số cơn sóng xuất hiện lan tràn ngàn dặm vạn dặm mười vạn dặm sự lan tràn đó có tốc độ cực nhanh nếu cứ tiếp tục như vậy sợ là la thiên nam vực này sẽ lâm vào đại nạn trong khoảnh khắc thần thông thuật của hắn đạt tới đỉnh bước thẳng tới thanh thủy cũng vào lúc này kiết vân ngưng tụ phía trên tinh không cũng đã hoàn thành co rút cuối cùng lúc này phạm vi lớn của nó đã tiêu tan toàn bộ hướng về trung tâm ngưng tụ hóa thành một đạo thiên lôi bảy màu sự xuất hiện của nó liền lộ ra một cỗ lực lượng khiến người khác run sợ gần như trong nháy mắt thất thải thiên lôi ầm ầm giáng xuống nó cũng không phải một đạo mà là bảy đạo với các màu sắc đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy đạo thiên lôi trong khoảnh khắc kiếp vân ngưng tụ tiêu tán lần lượt giáng xuống lực lượng ẩn chứa trên lôi kiếp tỏa ra một khí thế hủy diệt thật là thần hồn nát thần tính trông gà lại hóa quốc không có tiên nguyên chân chính mà cũng dám tự xưng là nghĩ ra tên thuật, thanh thủy trong mắt lộ ra một vẻ khinh miệt, đối mặt với vô số lông chim hóa thành luông khí trong vòng ngàn dặm xung quanh cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, bước lên một bước cả người hắn liền trực tiếp xuyên qua, đi tới phía trước Vương Lâm, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời đang có bảy đạo thiên kiếp bảy màu điên cuồng hạ xuống, lúc này đạo thiên kiếp thứ nhất, ánh sáng màu đỏ lóe lên mang theo tiếng nổ ầm ầm rất lớn mạnh mẽ giáng xuống, chỉ có điều tại khoảnh khắc mà đạo thiên kiếp màu đỏ giáng xuống hồng quang trong mắt thanh thủy bỗng lóe lên tràn ra luồng ánh sáng đỏ rực phảng phất như một cái miệng rộng đầy máu nuốt một cái không ngờ đem xích lôi thiên kiếp đánh xuống với khí thế của vạn quân kia một ngụm nuốt vào ánh sáng màu đỏ trong mắt lại bùng lên thân thể bay về phía trước nhằm thẳng đến đạo thiên kiếp thứ hai lôi kiếp màu cam tương tự như vậy thanh thủy không ngần ngại lại nuốt một cái lập tức thiên kiếp màu cam kia tiêu tan hồng quang trong mắt thanh thủy càng đậm tiếp tục cắn nuốt bảy đạo thiên kiếp bảy màu từng đạo từng đạo một gần như không dừng chút nào và khoảnh khắc này đồng tử trong hai mắt Phương Lâm có rút lại, không ngờ toàn bộ thiên kiếp đều bị ánh mắt hóa thành thực thể của Thanh Thủy nuốt sạch, từng luồng hồ quang từ trong thân thể Thanh Thủy tràn ra ngoài, thân thể hắn càng thêm phần lạnh giá, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể hắn điên cuồng tràn ra, nhất là mắt trái lại tản mát ra ánh sáng màu đỏ khó có thể tưởng tượng được, cái loại màu đỏ này có màu gần như màu máu, cực kỳ ghê sợ, làm cho người ta khi nhìn thấy lập tức tâm thần sẽ chấn động một cách kịch liệt, thiên kiếp không tồi có thể làm cho cực cảnh của ta khôi phục một chút thanh thủy xoay người liếc mắt nhìn vương lâm một cái ánh mắt mặc dù lạnh như băng nhưng đã có một tia bất đồng hô phong hoán vũ vãi đậu thành binh đây là tam thức thần thông của sư tôn thần thông trước đây hiện tại người có thể xem cho rõ thanh thủy nâng tay phải lên bắt ấn quyết chỉ ra phía trước trong mắt lộ ra một tia hồi ức hô phong thuật chỉ cần trong khoảng thời gian ba canh giờ ta đã lĩnh ngộ hoàn toàn thần thông hoán vũ cũng chỉ cần là hơn một tháng nhưng vãi đậu thành binh này ta cũng cảm ngộ ước chừng trăm năm lúc này mới luyện hóa ra được. Thanh thủy thở dài, tay phải đánh ra một chỉ ấn, cũng là rất tùy ý vung lên về phía trước. Khi hắn vất tay lên phảng phất như có một luồng ánh sáng vô thanh vô tức xuất hiện phía trước hắn, khiến cho vô số luồng khí trong chu vi ngàn dặm do thần thông của huyết thần tử hóa thành lập tức ngừng lại. Và lúc hai mắt Vương Lâm nhìn thẳng, chỉ thấy những điểm sáng kia này phiêu tán, trong đó có một điểm sáng đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt, hóa thành một lão già. Khoảnh khắc lão già này xuất hiện, một luồng tử khí nồng đậm ở trên người hắn tỏa ra tràn ngập không gian, ngoài ra còn có nguyên lực vô biên tản ra khiến cho lão già này có vẻ tràn đầy cảm giác quỷ dị thượng cổ tu sĩ mạnh mộc người ta giết chết trong tiên giới trước đây lúc này lại có một điểm sáng lóe lên biến mất trong không trung hóa thành một thiếu niên thiếu niên này mặt mày đẹp đẽ cũng phát ra từ khí tuy nhiên ở trên người hắn lại còn lộ ra một luồng sát khí nồng đậm khang nhiễm thượng cổ tu sĩ trước đây ta giết chết người này vũ tiên giới lữ kiệt thượng cổ tu sĩ trước đây ta giết chết người này ở vũ tiên giới theo thanh âm của thanh thủy cứ một điểm sáng tiêu tan lại hóa thành một nhân ảnh, mỗi một cái đều có tử khí lượn lờ, nhưng trên người bọn họ sở hữu một luồng khí tức khiến tâm thần Vương Lâm chấn động kịch liệt, thần phong, thiên tiên cấp 5, giết người này trong trận chiến đấu vũ tiên giới, nhu điệp, thiên tiên cấp 8, giết nàng này trong trận chiến tại phong tiên giới, thiên hậu, tiên vương cấp 3, giết người này trong trận chiến tại phong tiên giới, vân mộng, tiên vương cấp 7, giết nàng này trong một trận chiến tranh giành đồ vật, thần sắc của thanh thủy mang theo hồi ức sâu đậm, theo từng câu nói băng quơ nhẹ nhàng, từ những điểm sáng kia hiện ra một đám hồn phách hư ảo, không chỉ có làm cho Vương Lâm mở to hai mắt, mà còn khiến huyết thần tử kinh hãi, nhất là một đám hồn tiên nhân kia, gần như mỗi một cái đều mang theo một luồng sát khí và oán khí hùng mạnh, phảng phất chết không nhắm mắt, phảng phất không cam lòng nhập luân hồi, ở khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, từ tinh không dường như cũng trở thành luyện ngục, Diêu Hải Thanh, tiên vương cấp 9, ta giết người này vào trận chiến vì tiên thuật tàn mạn, một thân hình giống như huyết thần tử chính là hồn của tiên nhân biến hóa hiện ra, ở trên người hắn tử khí càng đậm trong nhánh người này xuất hiện sắc mặt huyết thần tử đại biến tiên quân cấp một lưu vân ta giết người này ở trong trận chiến phong tiên quân phụ tiên giới tiên quân cấp ba tào đức ta giết người này trong trận chiến ở lô tiên giới tiên quân cấp năm trần hàn ta giết người này trong trận chiến tiêu diệt bọn phản loạn phong tiên giới tiên quân cấp bảy hòa hàn tử ta giết người này trong một trận chiến trong thông đạo viễn cổ phụ tiên giới tiên quân cấp chín phân thân thứ nhất của thanh xương ta giết phân thân nàng trong trận lôi vũ tiên chiến một luồng tinh quang biến mất lại một nhân ảnh xuất hiện, hư ảnh của những người này cực kỳ chân thật, lại có sát khí và oán khí không thể tưởng tượng bay đầy trời đất, chỉ trong phút chốc ở phía trước người của Thanh Thủy có vô số tiên hồn tràn ngập, Vương Lâm không một chút nghi ngờ về thân phận của những người này, nhất là nhìn đến huyễn ảnh của Thanh Sương thì chấn động trong nội tâm hắn liền trào dâng như sóng chiều, cả đời ta sát nhiệt quá nặng, thuật vãi đậu thành binh chính là muốn đem tất cả sát nhiệt trong nội tâm một mạch tế luyện, khiến cho tất cả người bị giết đem rút hồn bọn họ từ trong cõi luân hồi hư vô ra khiến cho bọn họ không được nhập vào luân hồi rồi luyện hóa thành bổn mạng cứ như thế thần thông vãi đậu thành binh liền có chút thành tựu thanh âm thanh thủy rất bình tĩnh nhưng trong sự bình tĩnh này lại có một cỗ sát khí ngập trời dù là vương lâm cũng bị chiến tích cả đời này của thanh thủy làm rung động theo thanh âm hạ xuống của thanh thủy vô số tiên hồn trước người hắn lập tức bộc phá xuất ra một luồng khí thức khổng lồ tràn ngập làm điên đảo cả trời đất trong nháy mắt lao ra nhằm về phía huyết thần tử bay tới sắc mặt huyết thần tử không còn chút máu hắn căn bản là không thể ngờ tiên thuật vãi đậu thanh binh của tiên đế bạch phàm ghi chép trong điển tịch của gia tộc lại kinh sợ như thế đây đâu phải là tiên đế gì đây rõ ràng là ma tôn thân hình của huyết thần tử lùi lại một cách mạnh mẽ mọi chuyện trước mắt khiến da đầu hắn run lên trong điển tịch gia tộc từng có bản ghi chép lại một đoạn có liên quan một trong các tổ tiên diêu hải thanh khi còn sống tuy rằng không ghi chép tỉ mỉ nhưng căn bản không có nói đến rằng người này chết ở trong tay thanh thủy thảo mộc chi công trong khi lùi về phía sau hai mắt huyết thần tử đỏ hồng lên tại mi tâm yêu quang lóe lên mạnh mẽ, hét lớn, lập tức vô số bốn phía lông chim biến thành binh khí, toàn bộ lao ra nhằm thẳng đến đám hồn phách của tiên nhân kia lao tới, trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm, tất cả mọi nơi đều có tiếng động ầm ầm không ngừng, hình thành một luồng gió lốc không thể tưởng tượng mạnh mẽ cuốn đi, loại trình độ chiến đấu này lan đến toàn bộ nam vực của La Thiên tinh vực, cả tinh không sụp đổ, lâm vào một loại cảnh giới không thể khống chế, tiếng động ầm ầm quanh quẩn trong không gian cũng không ngừng quét tán, tràn ngập toàn bộ nam vực La Thiên. Nếu cứ tiếp tục như thế này với thời gian quá dài thì hạo kiếp tất nhiên xuất hiện và lại không thể thay đổi. Diêu Vân sớm đã không ngừng lùi về phía sau, yêu quang toàn thân hắn lóe ra ở phía sau người huyết thần tử không ngừng chống cự. Đương nhiên với tu vi này của hắn cũng căn bản không ngăn cản được, sau khi liên tục bị tổn thương, cả người hắn uể oải hết sức, ngay cả yêu vật trong cơ thể cũng gần như phải sụp đổ. Tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên, thần thông của huyết thần tử một mạch tan rã, ngay cả các lông chim biến thành binh khí về căn bản là không còn lực chống cự, toàn bộ vỡ vụn, thân thể huyết thần tử không ngừng lui về phía sau phía trước người hắn một hồn phách của tiên nhân cũng đã tới bên người nhoáng lên một cái lập tức tự bạo hình thành một cỗ lực hùng mạnh tấn công vào người huyết thần tử cũng không phải chỉ có một hồn này ở bốn phía xung quanh huyết thần tử vô số tiên hồn ngưng tụ cỗ sát khí mãnh liệt làm cho tâm thần người khác chấn động kịch liệt khiến cho huyết thần tử lần đầu tiên trong mắt lộ ra sợ hãi hắn đã rất lâu rồi không cảm thụ qua cái loại uy hiếp của tử vong nhất là mấy cái hồn phách lúc còn sống là tiên quân hiển nhiên lại càng khiến cho huyết thần tử kiêng kỵ các hồn phách của tiên quân mỗi một cái đều có một khí tức cực kỳ hùng mạnh nếu là một huyết thần tử tiêu diệt rất dễ dàng cho dù là hai cũng có thể nhưng lúc này trong cơ thể hắn đang thương tích lại có thanh thủy ở bên cạnh do vậy cũng không khỏi trở nên chật vật thanh thủy người muốn giết ta thần sắc của huyết thần tử trở nên dữ tợn thân thể lùi về phía sau tay áo nhanh chóng phất lên Từng phiến lớn thiên địa nguyên lực sử dụng theo một phương pháp có thể làm tinh không tan vỡ, thay đổi cả quy tắc, điên cuồng nổi lên, giết người thì như thế nào? Thanh thủy hạ một bước xuống, cả người bước lên, tay phải chụp một chảo vào khoảng không lập tức khí âm hàn tràn liền ngập, hóa thành một khối không khí màu đen, ánh mắt huyết thần tử lộ ra vẻ quyết đoán, thân mình thể lùi về phía sau, chỉ một bước đã đi tới bên cạnh Diêu Vân, tay phải điểm một cái ở mi tâm, lập tức hai mắt Diêu Vân mạnh mẽ mở ra, thân mình nhanh chóng co rút lại, trong phút chốc phảng phất huyết nhục và nguyên thần toàn thân toàn bộ giống như bị vật trong cơ thể vật hấp thu cắn nuốt một tiếng động thê thảm theo ra từ trong miệng hắn truyền ra hai mắt diêu vân lập tức đầy áp các tờ máu chỉ có điều trong nháy mắt này trong mắt hắn vẻ mê man và đục ngầu cũng là tiêu tan xuất hiện một chút sự tỉnh táo ở phía trên đỉnh đầu của hắn hư ảnh cổ yêu biến ảo mà ra so với lúc trước thì ngưng tật hơn cũng không ít giống như cắn nuốt thuốc bổ nhanh chóng từ trong cơ thể diêu vân bay ra trong quá trình này thân thể diêu vân trở nên nhanh chóng suy kiệt không ngờ chỉ còn da bọc xương, huyết nhục toàn thân hắn, thậm chí nguyên thần, dĩ nhiên toàn bộ bị hút đi, dung nhập vào trong cơ thể cổ yêu. Trong mắt Diêu Vân lại càng thêm sự thanh tình, mang theo một tia cười thảm, hắn nhớ tới những ký ức đã ngàn năm vẫn tìm không thấy, Diêu ra, đã không còn. Thân thể hắn từ giữa không trung rơi xuống, hướng về phía dưới mà đi, trên thân thể hắn, hồn phách cổ yêu chi hồn lao ra, mang theo yêu khí nồng đậm, dung nhập vào trong cơ thể huyết thần tử. Hết thảy những chuyện này đều chỉ phát sinh trong giây lát, huyết thần tử hấp thu yêu hồn, yêu khí toàn thân trở nên dồi dào, hai mắt lộ ra u quang, tay áo phất lên, tay phải xé một cái trên hư không, chỉ nghe thấy xẹt một cái, trên hư không vỡ ra một khe hở thật dài, một cái cổ đăng từ phía trong chậm rãi bay ra, thanh thủy, ngươi muốn tìm lấy cái chết, đừng trách lão phu thí tiên, thần sắc huyết thần tử trở nên dữ tợn một cách đáng sợ, một thân thể cổ yêu hư ảo thật lớn cao khoảng chừng 10 trượng bỗng nhiên ngưng hóa xuất hiện, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào thanh thủy phát ra rít gào vô thanh vô tức thần sắc thanh thủy vẫn lạnh lùng như trước ánh mắt vẫn không nhìn huyết thần tử mà nhìn chằm chằm về thân thể yêu vật hư ảo khoảng chừng mười triệu đang kéo dài trên không trung của đối phương trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo tại thời điểm này mắt phải của hắn lóe ra ánh hồng quang bên trong tràn ra một luồng sáng đỏ sẫm tới cực hạn một luồng sát khí nồng đậm dũng mãnh hiện ra một bước tiến lên cả người thanh thủy bỗng nhiên áp sát lại gần trên tay phải một đoàn khí đen lập tức bành trướng trong phút chốc hóa thành chiều cao ba trượng thẳng tiến đến huyết thần tử bộ mặt huyết thần tử thật dữ tợn, chỉ về cổ đăng ở phía trước, cũng không phải chỉ có hắn cử động, ngay cả cổ yêu kéo dài ra từ thân thể hắn cũng nâng yêu trào khổng lồ kia lên, chỉ một cái vào cổ đăng, phía trên cổ đăng này vẫn luôn duy trì một ngọn lửa, cách đó không xa là vương lâm, tại khoảnh khắc cổ đăng xuất hiện, đôi mắt chợt trở nên chăm chú, hắn rõ ràng nhìn thấy tại bấc đèn của cổ đăng kia có một hự ảnh của một cô gái, phảng phất như đang dãy ruộng dường như đang bị ánh lửa kia thiêu đốt một sự bi thương không nói lên lời tràn ngập trong cả tinh không Huyết thần tử điểm tới một chỉ, ngọn lửa của cổ đang trong nháy mắt bùng lên dữ dội, gần như trong phút chốc lập tức phình to ra, trong ngọn lửa một hư ảnh đầu cổ yêu bỗng nhiên xuất hiện, bộ dáng của yêu này và yêu vật bên ngoài thân thể huyết thần tử gần như giống nhau như đúc, nhưng từ đó lại truyền ra một khí tức hùng mạnh đáng sợ không thể tưởng tượng nổi, vượt rất xa yêu vật bên ngoài thân thể của huyết thần tử, giống như ánh sáng của ngọn đèn dầu và ánh trăng, đây mới chính là bản thể, mắt Vương Lâm chợt ré sáng, trong lòng hắn lúc này đã hiểu ra hết thảy yêu vật phía trên cổ đang đúng là bản thể của cổ yêu về phần vật thể trong cơ thể huyết thần tử cùng với diêu vân tất cả đều đều là phân thân của cổ yêu này yêu diễm vệ thần huyết thần tử giữ tận hét lớn từ tiếng rít gào của hắn truyền ra ngọn lửa phía trên cổ đang bỗng phanh một cái rồi tản ra bản thể chân chính của cổ yêu bản thể cầm nhẹ một tiếng rồi trực tiếp lao ra trong nháy mắt này yêu khí khổng lồ tràn ngập không chỉ ở nơi này mà là toàn bộ nam vực la thiên trong nháy mắt bị luồng yêu khí vô cùng vô tận này bao phủ dường như có một cỗ tăng thương đến từ thời viễn cổ đang thức tỉnh từ tinh không chiếu xuống yêu khí trong toàn bộ nam vực la thiên lập tức khiến cho nguyên lực trong cơ thể của vô số tu sĩ trở nên bất ổn lại ở trên các mãnh thú trên một ít tu chân tinh tại giờ khắc này dường như trở nên hưng phấn điên cuồng hấp thụ yêu lực cổ yêu kia bay ra toàn thân tràn ngập ánh lửa bàn tay thật lớn rưỡi ra nhằm về phía thanh thủy chộp tới một chảo này ẩn chứa một loại khí tức còn muốn hóng hách hơn so với các quy tắc hết thảy các quy tắc ở trước mặt nó tất cả đều tiêu tan nhất là ngọn lửa trên người nó loại lửa này là yêu hỏa tại vô số vạn năm trôi qua không bao giờ tắt có thể thiêu đốt hết thảy cả trời đất ánh mắt thanh thủy lộ ra vẻ ngưng trọng cố hết sức bay ra mười lường khí đen trên tay phải xuất hiện đồng thời trong mắt phải ánh hồng quang chợt lẽ lên không một chút suy nghĩ liền thi triển ra cực cảnh một luồng sáng hồng rực giống như tia chớp từ trong mắt phải hắn xuất hiện bay ra cực cảnh hiện thế lập tức tất cả mọi vật trong tinh không đều lùi lại hết thảy toàn bộ các sinh linh thiết sợ yêu khí nồng đậm ở bốn phía trong nháy mắt cũng lập tức sụp đổ, bị hàn khí cực hạn xâm nhập nhanh chóng tiêu tan, dường như khi phải đối mặt với cực cảnh, bất cứ thứ gì cũng không thể chống cự được. Tia chấp màu đỏ mang một cỗ khí tức cực đoan cực kỳ khủng bố, mang theo sự giết chóc của cả đời thanh thủy, hình thành một luồng gió lốc cực cảnh với một tốc độ không thể tin nổi ngay lập tức nhằm thẳng đến yêu vật phía trên cổ đang tiến tới. Trong mắt cổ yêu lộ ra một tia khiếp sợ, trào thủ của bàn tay phải cũng không thu lại mà trực tiếp ôm lấy cực cảnh. Ngay tại trong nháy mắt này, tiếng động ầm ầm sụp đồ vang lên quanh quần trào thủ của bàn tay phải cổ yêu lập tức vỡ vụn vào khoảnh khắc cực cảnh tiến nhập vào là lúc cơ thể tan vỡ loại tan vỡ này cũng không phải chỉ xuất hiện trên bàn tay phải của cổ yêu mà điên cuồng lan tràn trên toàn thân gần như trong nháy mắt thân thể khổng lồ của cổ yêu kiêng nghe vịt một tiếng hoàn toàn tan vỡ nhưng ngay tại khoảnh khắc cổ yêu tan vỡ ngọn lửa phía trên cổ đang lại điên cuồng thiêu đốt từ phía trong lại ngưng tụ ra hư ảnh của cổ yêu tuy rằng có đôi chút ảm đạm nhưng tại mi tâm của cổ yêu này cũng có một đạo hồng quang lóe ra. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được bên trong hồng quang này không ngờ có lực lượng của một tia cực cảnh. Hết thảy toàn bộ thần thông nguyên thủy trên thế gian này đều do bộ tộc cổ yêu ta giáo hóa mà ra. Duy chỉ có nếu bên trong ẩn chứa một tia lực lượng của thiên đạo thì bộ tộc cổ yêu của ta không nắm được. Tuy nhiên lực lượng này hiện tại cũng thuộc về ta. Thanh âm tăng thương quanh quẩn giữa đất trời nơi đây. Cổ yêu kia một lần nữa biến ảo ra, đôi mắt lộ ra luồng ánh sáng yêu dị. Trong nháy mắt hồng quang tại mi tâm chợt lóe lên, lại từ mi tâm lao ra hóa thành tia chớp nhằm thẳng đến thanh thủy bay đến nhưng tia chớp màu đỏ này gần như vừa mới vừa xuất hiện dưới ánh mắt của thanh thủy liền một tiếng ầm vang rồi lập tức sụp đổ hình thành một cỗ tấn công cường đại mạnh mẽ tản ra thần sắc thanh thủy lạnh lùng nâng tay phải lên bình tĩnh nói hứa mộc người nhớ xem cho rõ sáu đại thần thông của sư tôn thức thứ tư sơn băng cổ yêu biến hóa hiện ra trên cổ đăng trong mắt yêu khí nồng đậm thân mình khổng lồ nhanh chóng lùi về phía sau Ông lấy người huyết thần tử rồi thân hình khổng lồ của nó lập tức chui vào trong cơ thể của huyết thần tử, trong phút chốc, một tiếng gầm nhẹ thống khổ từ trong miệng của huyết thần tử truyền ra, trên mặt huyết thần tử gân xanh nổi lên, lộ ra thần sắc rất thống khổ, phảng phất ở trên người hắn trong giây phút này có một loại đau đớn tê tâm liệt phế, cái đầu tóc đỏ không gió tự bay của hắn nhanh chóng kéo dài, nhất là ở phía trên thiên linh cái của huyết thần tử hai cái xương hư ảo không ngờ mọc ra từ trong cơ thể đồng thời một luồng ánh sáng màu xanh tràn ngập toàn thân huyết thần tử khiến cho cả người hắn thoạt nhìn dĩ nhiên không giống tu sĩ mà là một cái đầu của cổ yêu yêu khí nồng đậm từ trong cơ thể hắn tràn ra hai mắt huyết thần tử tập trung vào một mục tiêu yêu quang của cả người hắn mạnh mẽ giết gào bay ra nhằm thẳng đến thanh thủy thần sắc thanh thủy ngưng trọng trong mắt phải hồng quang lại lóe lên đang định ra tay bỗng nhiên thần sắc của hắn biến đổi ngẩng mạnh đầu nhìn về phía khoảng không phía trước giờ khắc này ngay cả vương lâm cũng ngay lập tức ngẩng đầu hắn mơ hồ cảm giác được một luồng khí thức bổn nguyên từ trên tinh không chiếu xuống khí thức này không mạnh nhưng ở trong cảm giác của vương lâm thì dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu của người có khí thức này thì ngay lập tức toàn thân hắn bị tan rã hóa thành nguyên lực cái này đây chính là bước thứ ba sắc mặt của vương lâm đại biến ngay cả huyết thần tử đang điên cuồng tại giờ phút này thần sắc cũng trở nên biến sắc trong nháy mắt ngẩng đầu lên đủ rồi một thanh âm bình tĩnh từ từ theo tinh không truyền ra ngay sau đó một thân ảnh do vô số tinh quang tạo thành bước xuống một bước lập tức xuất hiện ở giữa thanh thủy và huyết thần tử tại khoảnh khắc xuất hiện bóng dáng hư ảo người này nâng bàn tay lên cực kỳ tùy ý hướng về huyết thần tử vỗ một cái lập tức từ miệng huyết thần tử phun ra một ngụm to tiên huyết cổ yêu trong cơ thể bị trực tiếp bị oanh kích văng ra thoát ly khỏi cơ thể huyết thần tử mang theo vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm vào thân ảnh hư ảo kia cổ yêu người mượn diêu ra để khôi phục lại yêu thể việc này ta mặc kệ nhưng nếu khiến cho la thiên xảy ra sát kiếp ảnh hưởng vào việc của liên minh thì ta lập tức hủy bất diệt yêu hỏa của ngươi." Thanh âm người này bình tĩnh, nhưng ẩn ở bên trong lại tràn ngập một khí tức làm cho tâm thần người khác chấn động kịch liệt. Lúc này, Vương Lâm phảng phất như quay lại ngàn năm về trước, có cảm giác giống như khi mình còn là một phàm nhân nhìn thấy được tu sĩ, hùng mạnh, sự hùng mạnh không thể tin nổi, không thể chống cự, không cách nào chống cự, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng lập tức bị tiêu diệt bởi sự cường đại này. Người này lại nói tiếp: "Thanh thủy tiên quân, tiền giới đã tan vỡ, nơi này là la thiên tinh vực thân ảnh hư ảo kia xoay người liếc mắt nhìn thanh thủy một cái cái liếc mắt này phẳng phất là đạo yểm nó không có uy lực nhưng hình thành những tiếng sấm liên tiếp ầm ầm ù ù ở bốn phía xung quanh người thanh thủy vang vọng trong không gian phẳng phất như cả trời đất vào giây phút này tất cả đều phải khuất phục dưới thanh âm đó không cho phép sự phản kháng thanh thủy vẫn lạnh lẽo như trước nhìn chằm chằm vào bóng dáng hư ảo kia một lúc lâu sau hồi lạnh một tiếng không nói gì hình ảnh hư ảo kia mơ hồ không thể nhìn rõ được tướng mạo sau khi hắn nói hai câu này xong song trưởng mở ra thân mình lập tức hóa thành vô số tinh quang tràn ngập ra bốn phía đồng tử ở trong hai mắt của vương lâm co rút lại tinh không bị sụp đổ xung quanh nhanh chóng được thu nạp lại khôi phục như thường không chỉ như thế theo luồng tinh quang dần dần tiến ra xa tràn ngập toàn bộ nam vực la thiên tất cả các sự vật bị hủy diệt do trận chiến này tạo ra lập tức toàn bộ nghịch chuyển thậm chí ngay cả trên một số tu chân tinh các mệnh thu hấp thu yêu khí ở giờ phút này yêu khí trong cơ thể vô thanh vô tức bị hóa giải hai người các ngươi nếu lại ra tay ta sẽ giết toàn bộ lưu lại một câu nói bình thản rồi tinh quang liền biến mất phảng phất như hết thảy các sự việc vừa rồi giống như chưa từng phát sinh chỉ có điều lời nói cuối cùng này sở hữu một lực lượng có thể làm cho hết thảy các sinh linh trên thế gian này sợ đến lạnh người một sát khí nồng đậm đến cực điểm sát khí này chỉ cần lộ ra một nửa điểm thì đã có thể làm thiên địa biến sắc nếu mà toàn bộ phơi bày ra có thể khiến cho cả tinh không run sợ huyết thần tử trầm ngâm một lát liền cầm cổ đăng lên cũng không liếc nhìn thanh thủy lấy một cái một bước xoay người lại dung nhập vào thiên địa biến mất tại chỗ trong tinh không chỉ còn lại có hai người là thanh thủy và vương lâm tâm thần vương lâm chấn động đến lúc này đang vẫn chưa bình phục lại cái loại rung động này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên cái hình ảnh hư ảo kia vương lâm có thể xác định được tất nhiên chính là tu sĩ ở bước thứ ba người này xuất hiện không hiện lên nửa điểm phong ba nhưng cái loại kinh sợ này đến từ bên trong linh hồn cũng không có nửa điểm nào là không sâu đậm dường như kể cả người đó muốn tinh không này hoàn toàn sụp đổ muốn cho toàn bộ nam vực la thiên tan rã thì chỉ cần một ý niệm trong đầu của đối phương vương lâm nhắm hai mắt lại một lúc lâu sau hắn cưỡng ép đem áp chế rung động trong lòng ôm quyển hướng về thanh thủy cung kính nói đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp ân này xin ghi lòng tạc dạ ánh mắt thanh thủy nhìn về phía xa xa trong tinh không ánh mắt lộ ra một hồi ức phiền muộn một hồi lâu sau vì muộn này tiêu tan, hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, bình tĩnh mở miệng nói: "Không cần cảm tạ ta, ta không quản ngươi làm thế nào học được hô phong, học được cái này chính là đã trở thành đệ tử sau nhiều năm tháng của sư tôn ta, thanh thủy ta ở La Thiên tinh vực không có việc gì vướng bận, gặp được ngươi, thay mặt sư tôn an bài một chút, trong cơ thể ngươi chưa hình thành tiên nguyên, nếu không thể tiến vào tiên trì thì không thể ngưng tụ ra tiên nguyên. Lúc này 108 tiên của Lôi Tiên Điện, 36 tiên của Thiên Cang đều có cơ hội thăng tiến vào tiên trì." ngươi có thể đi để tranh thủ một chút nếu là có thể thành công ta sẽ truyền cho ngươi huyễn vũ cùng với tiên thuật tác đậu thành binh nếu không thành công thì ngươi cùng hai tiên thuật này vô duyên ta cứu ngươi một lần cũng xem như đáp trả lại một tia cơ duyên hô phong của ngươi và sư tôn tự mà giải quyết cho tốt thanh thủy liếc mắt nhìn vương lâm một cái có một chút do dự nâng tay phải lên hư không một cái lập tức một giọt nước trong suốt giống như giọt mưa bông tuyết ngưng hóa ra trôi nổi hướng về phía trước người vương lâm vật này ẩn chứa ba lượt tiên thuật hoàn vũ lưu lại làm phòng thân thanh thủy xoay người đi về phía hư không dần dần đi ra xa trong giây phút này trong mắt hắn vẻ phiền muộn càng thêm đậm lẩm bẩm nói người này so với sư tôn còn có vẻ mạnh hơn chỉ có điều ở trên người hắn ta lại thấy có một loại cảm giác rất quen thuộc ta nhất định đã gặp qua hắn vương lâm nhìn bóng dáng đi xa của thanh thủy liền trầm ngâm hồi lâu hướng về một nơi đó hơi khom người chào cầm lấy giọt mưa bông tuyết thân thủ nhoáng lên một cái biến mất vô ảnh người kia nhất định là tu sĩ ở bước thứ ba trong la thiên tinh vực này không ngờ có tu sĩ bực này tồn tại thân ảnh vương lâm dung nhập thiên địa nhằm về vị trí của gia tộc lý nguyên đi đến vấn đề là không biết ở trong liên minh tinh vực còn có tu sĩ ở bước thứ ba nào nữa không người này quá mạnh mẽ kể cả là tu sĩ toái niết ở trước mặt người này cũng không còn chút sức lực để phản kháng thân ảnh của vương lâm từ trong tinh không bước ra trong mắt lộ ra tinh quang tuy nhiên từ bên trong hạt châu thiên nghịch của ta đã thấy được phương hướng của bước thứ ba rồi sẽ có một ngày trong mắt vương lâm tinh quang càng đậm thân mình tiến về phía trước một bước, lại dung nhập vào bên trong thiên địa, dùng xúc địa thành thốn bước đi. Bên trong nam vực La Thiên, trên một tinh vực hẻo lánh có một tu chân tinh, tinh cấu này tên là Phá Diệt. Trước đây ở một khoảng thời gian rất xa, tên nó chẳng những hiển hách ở nam vực La Thiên mà thậm chí trong toàn bộ La Thiên tinh vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Gia tộc truyền thừa cấm chế thời thượng cổ, lý gia nắm giữ Phá Diệt cấm, gia tộc này thực lực cực kỳ hùng mạnh, từng một lần danh chấn La Thiên, chỉ có điều sau vô số năm, lý ra xuống dốc, phá diệt cấm cũng rơi rớt dần khiến cho lý gia dần dần từ trên vị trí đỉnh cao chật như xuống dốc không phanh cho đến ngày nay sự huy hoàng của lý gia dĩ nhiên không lưu lại được bao nhiêu chỉ có tồn tại bên trong trí nhớ nhưng lại có bao nhiêu bụi bậm bao phủ làm không còn tỏa nổi ánh hào quang lại theo sự điêu tàn của người trong bộ tộc của lý gia dần dần ngay cả trong trí nhớ kia cũng mơ hồ biến mất phảng phất như không hề tồn tại phá diệt tinh lại trở nên hoang tàn vắng vẻ không có tu sĩ thăm viếng ngay cả đại trận cấm chế trên phá diệt tinh của lý gia lưu lại tại đây trải qua vô số năm qua thì cũng chỉ sợ giống như phá diệt tinh, cũng đều không còn cách nào tồn tại. Tại trên phá diệt tinh này, trong tòa nhà tổ của Lý Gia, khuôn mặt Lý Nguyên đang nhìn xuống dưới, ngơ ngác nhìn về phía trước, đồng hành trên lô tiên giới, hắn đối với hứa mộc cực kỳ cảm kích, nhất là sau khi hứa mộc giúp hắn thoát ra, hứa huynh, diêu gia đuổi giết ngươi, Lý Nguyên ta không phải không giúp, mà là ta bất lực, trên mặt Lý Nguyên tỏ vẻ chua sót. Hắn có tâm tương trợ nhưng với tu vi của hắn đối mặt diêu ra, chẳng những không có tác dụng gì mà ngược lại còn làm liên lụy thở dài một tiếng lý nguyên đứng lên ra khỏi phòng nhìn không trung cảnh tượng của lôi chi tiên giới hiện lên trong đầu hắn hứa huynh nếu ngươi có thể đến đây ta không giữ lại một chút nào đem phá diệt tâm cấm truyền cho ngươi lý nguyên thì thào tự nói bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi nhìn chằm chằm vào không trung một lát sau trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên đầy vui mừng đăng ký like video ủng hộ kênh ki quy chuyện nhé cảm ơn giữa không trung đột nhiên một làn sóng gợn xuất hiện lan tỏa về bốn phía phảng phất giờ phút này không trung đã biến thành một dòng suối lớn đợt sóng gợn kia dậy lên từng trận gợn sóng nhỏ bên trong làn sóng gợn bóng dáng vương lâm một bước đi ra hắn đang ở giữa không trung liền liếc mắt một cái thấy được lý nguyên ở phía trên mặt đất phía xa xa khẽ mỉm cười rồi nhằm về phía trước tiến đến trong từ đường của nhà tổ lý gia trong một ao có là nước màu đen hai người vương lâm và lý nguyên quanh chân ngồi trong làn nước của cái ao này tản ra sự lạnh lẽo đến tận xương cốt một dòng xoáy chậm rãi nổi lên chẳng qua luồng xoáy này rất yếu quanh quẩn ở bên cạnh hai người phía bên trong xoay tròn tạo nên các gợn sóng hai mắt lý nguyên nhắm nghiền bên trong mi tâm một luồng ánh sáng màu đen vờn quanh sau khi dần dần tràn đầy thì từ thân mình hóa thành một luồng hắc tuyến dung nhập vào bên trong nước của ao hắc tuyến này khi chạm tới nước ao lập tức liền giống như dao long nhập hải lập tức bắt đầu quay cuồng kịch liệt ở trong ao nước nước này xuất hiện một gợn sóng lớn vương lâm khoanh chân ngồi ở đối diện với lý nguyên hai người bọn họ ở trong này đã thổ nạp được ba ngày ba ngày trước đó khi vương lâm đi đến phá diệt tinh này sau khi gặp được lý nguyên lý nguyên tự thân mời mọc đi đến nơi này để truyền thừa lại thuật phá diệt tâm cấm phá diệt tâm cấm này chỉ có duy nhất cầm giữ được tâm cấm thì mới có thể phát huy được hoàn toàn uy lực chỉ có tâm cấm kế thừa này chỉ có thể tiến hành tại từ đường của lý Gia. nếu không như vậy thì không có cách nào để truyền thừa được từ mi tâm của lý nguyên xuất ra làn hắc tuyến dung nhập vào trong ao nước sự quay cuồng cũng đã tiêu tan dường như cùng với nước trong ao trở thành một thể đồng thời ở xung quanh thân thể của vương lâm nước ao màu đen theo đó lan lên trên người cuối cùng động lại ở vị trí của mi tâm Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt Lý Nguyên vẻ mỏi mệt dần dần lộ ra, truyền thừa tâm cấm trong gia tộc bọn họ thường thường là trước lúc các tiền bối gần đất xa trời mới có thể thi triển ra, dùng để chỉ định người kế thừa trong tộc, lúc này, hắn vì báo ân nên không chút do dự, đem tâm cấm truyền thừa trong cơ thể chia một nửa ra trao cho Vương Lâm, vào ngày thứ năm, bộ dáng của Lý Nguyên dường như già nua đi không ít, dường như năm ngày này với hắn mà nói là 50 năm hắc quang trên mi tâm giờ phút này đã trở nên rất ảm đạm bởi vì hơn phân nửa đã hóa thành hắc tuyến dung nhập vào trong nước ao bên trong toàn bộ nước ao là nước xoáy càng thêm kịch liệt không ngừng xoay tròn gần giống như ngọn gió lóc kéo tấm thân mỏi mệt lý nguyên đi đến ao nước khoanh chân ngồi xuống nhìn vương lâm trong ao nước hắn thì thào lẩm bẩm hứa huynh ân của người lý mỗ đã báo đáp hắn nhắm hai mắt đầy ấp tơ máu lại cả người lộ ra vẻ cực kỳ ủ rũ ngồi xuống thổ nạp vì lần báo ân này hắn đã phải hy sinh nhiều thứ một nửa tâm cấm được đưa ra khỏi cơ thể đã khiến cho tu vi cấm chế của hắn cũng phải tụt xuống không ít vương lâm khoanh chân ngồi trong ao nước kia luồng lốc xoáy trong ao nước càng lúc càng kịch liệt và ngày thứ sáu thì hình thành một lốc nước xoáy làm cho tất cả nước trong ao dâng lên đem toàn bộ cơ thể vương lâm bao vây lại hàn khí ở bốn phía không ngờ đông kết lại thành một màn sương lạnh buốt thậm chí còn có chỗ kết lại thành băng tại dòng nước không ngừng xoay tròn kia từng luồng hắc tuyến dung nhập vào mi tâm vương lâm tạo thành các hoa văn phức tạp từng tầng lần lượt nhanh chóng trở thành lạc ấn. Và lúc này, Vương Lâm dường như tiến vào trong một loại trạng thái cực kỳ kỳ dị, hết thảy đều có liên quan đến phá diệt cấm. Toàn bộ hiện lên trong đầu hắn cùng các kiến thức về cấm chế của hắn trước đây, từng bước từng bước so sánh với nhau rồi dần dần trở nên dung hợp. Đối với đủ loại trận pháp, cấm chế huyền diệu lại được dòng hắc tuyến kia không ngừng hạ lạc ấn ở trong tâm thần hắn, càng lúc càng khắc sâu thêm, càng trở nên sâu sắc. Ở ngày thứ 9, Vương Lâm bỗng nhiên mở to hai mắt, lập tức là nước xoáy đen ở xung quanh thân thể hắn bỗng ầm lên một tiếng rồi sụp đổ bắn mạnh về bốn phía bên ngoài cùng lúc đó các mảng hàn khí lớn vỡ tung ra mắt của vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị trong hào quang này hiện lên vô số cấm chế lúc này hai mắt hắn giống như có thể nhìn xuyên thấu hết thảy các cấm chế có trong trời đất hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước lập tức tất cả các nước đen kia đang bắn hướng ra phía ngoài toàn bộ dừng lại ngưng tụ bay đến ở trên lòng bàn tay của vương lâm rồi nhanh chóng dùng hợp lại cuối cùng hóa thành một quả cầu nhỏ màu đen. Phía trên quả cầu này lóng lạnh ánh sáng màu đen, lộ ra một luồng khí lạnh quỷ dị, dưới ánh sáng chiếu rọi dường như làm cho cái tử đường này trở nên u ám. Nhìn chăm chăm vào quả cầu nhỏ màu đen, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, một lát sau hắn mạnh mẽ mở ra, chộp vào túi chữ vật, lập tức từ phía trong bay ra tảng đất lớn. Tảng đất này là do hắn được Lý Nguyên chỉ điểm hắn trong lôi tiên giới mà thu được. Lúc này tảng đất bay ra, tay trái của Vương Lâm vung tay lên, toàn bộ dung nhập vào trong quả cầu nhỏ màu đen này, dần dần quả cầu nhỏ nhanh chóng cô động lại đúng lúc này vương lâm há miệng phun ra một luồng nguyên thần trùng kích trên quả cầu nhỏ lập tức luồng ánh sáng màu đen trên quả cầu nhỏ này trong nháy mắt trở nên rất đậm đặc dưới ánh mắt của vương lâm dần dần co rút lại cải biến hình dạng cuối cùng trở thành một la bàn hình bát giác mỗi một đại phá diệt tâm cấm truyền cho người khác đều phải có được tâm cấm la bàn của chính mình chúc mừng hứa huynh lý nguyên ở một bên mở hai mắt mỏi mệt ra trong mắt lộ ra vẻ vui mừng sắc mặt vui mừng này rất chân thành không có nửa điểm giả dối la bàn trong tay vương lâm dung nhập vào trong đầu biến mất trong mi tâm chợt lóe rồi biến mất dạng vương lâm tiến lên một bước đi tới trước người lý nguyên ôm quyền nói lý huynh đa tạ lý nguyên mỉm cười lắc đầu nói hứa huynh không cần phải như vậy người đối với lý gia của ta có ơn việc này là vốn ta phải nên làm không biết hứa huynh tính toán bước kế tiếp như thế nào hai mắt vương lâm lộ ra vẻ trầm ngâm mấy ngày trước đây hắn tiến vào phá diệt tinh này vào lúc cùng ôn chuyện với lý nguyên liền từ lý nguyên này nghe thấy được nhiều việc thậm chí chuyện liên quan đến tên gọi mới của chính mình là Ma đạo tử cũng đã biết. Nghĩ đến việc Lý Nguyên từng nói việc triển khai cuộc chiến tranh đoạt 108 tiên của Lôi Tiên Điện, lấy bốn tinh vực lớn làm địa điểm tranh đấu thì trong lòng Vương Lâm đã quyết định, không chỉ là vì hai đại tiên thuật theo như lời của Thanh Thủy, trọng yếu nhất là còn lại là đến từ lời hứa hẹn của Hướng gia ở Đông Lâm Tinh, 36 Thiên Cang Tiên, có thể lấy được được Lôi Tiên Điện cùng với một lời hứa hẹn của hai gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ. Tình quang trong hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, mở miệng nói: Lý Huynh có hứng thú tranh đoạt một trong 108 tiên này không? Lý Nguyên liền trầm ngâm, một hồi lâu sau hắn cười khổ nói. Lấy tu vi của ta mà đi thì cũng là vô dụng, ta chuẩn bị bế quan để tiềm tu, tranh thủ có thể đột phá đạt tới âm hư. Khi nói những lời này, ánh mắt Lý Nguyên lộ ra một sự quyết đoán, vì gia tộc có thể một lần nữa trở nên huy hoàng, hắn cũng là hạ quyết tâm lớn, bất kể như thế nào cũng muốn tranh thủ để đột phá. Vương Lâm gật đầu, bình tĩnh nói, lấy tư chất của Lý Huynh thì việc đột phá chỉ có vấn đề về thời gian, hắn có chút hơi trầm ngâm vỗ vào túi chữ vật lập tức trong tay hiện ra một miếng ngọc giản ngưng thần một chút lỗi nguyên quyết năm đó được khắc ở trong này lý huynh trong ngọc giản này có một bộ công pháp người cẩn thận tu luyện xác suất đột phá được tăng lên không ít lý nguyên tiếp nhận ngọc giản ngưng thần xem xét cũng phải lộ ra vẻ xúc động lý do hắn tuy nói kế thừa từ thời thượng cổ nhưng cho đến ngày nay cũng có rất nhiều điển tịch đều đã bị mất dần chỉ còn lại có phá diệt tâm cấm trên thực tế cũng không bằng ngay cả một gia tộc tu chân bình thường loại công pháp lôi nguyên thuật loại này ở lôi tiên điện xem ra tuy rằng không phải loại cực kỳ quý báu nhưng cũng tuyệt đối hiếm thấy hắn hơi gật đầu trầm giọng nói hứa huynh ân sâu của ngươi ta không thể dùng lời nói hết được nếu ta có một ngày nào đó đột phá xong chắc chắn sẽ tìm đến ngươi hai người chúng ta cùng tung hoành tại lôi tiên giới nhất định lúc đấy sẽ là việc rất vui vẻ khuôn mặt vương lâm lộn nụ cười nói lý huynh cáo từ nói xong thân hình hắn bước về phía trước một bước trực tiếp bay ra dưới chân tản ra sóng gợn, cả người dung nhập vào bên trong thiên địa, biến mất hoàn toàn, 108 tiên của Lôi Tiên Điện thuộc La Thiên Tinh vực, lấy bốn đại tinh vực ở Đông Tây Nam Bắc là nơi tranh hùng, mở ra hồi tranh đoạt kịch liệt, lần phong tiên này khơi dòng khai sáng lại tiên giới của La Thiên từ lúc sụp đổ, lại có tiên quân Thanh Thủy đương thời truyền pháp, ngoài việc đó ra còn có sự hứa hẹn của hai gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ, lại có cả gia tộc viễn cổ thần bí kia, và việc có tư cách tiến nhập vào tiên trì, hết thảy việc này không thể nghi ngờ nữa đã đem hành động phong tiên làm trở nên đỉnh điểm. Cuộc tiến công liên minh tinh vực sắp tới, cùng với việc phong tiên này đã khiến chiến ý của toàn bộ La Thiên tinh vực càng lúc càng sôi sục. Vô số gia tộc tu chân ở bốn vùng địa vực lớn ở đông tây, nam, bắc La Thiên, lôi tiên điện lại phái ra sứ giả để chứng kiến, phân biệt tuyển ra 108 người sẽ đi lôi tiên điện, tiến hành cuộc chiến phong hào cuối cùng. Tại Nam vực La Thiên, trong phạm vi ngàn dặm bên ngoài địa viêm tinh, một trong ba đại chủ tinh lúc này cả một mảng tinh không mênh mông đang được bao phủ bởi một vòng hào quang rực rỡ bên ngoài ngàn dặm này là dày đặc đến vô biên vô hạn các tu sĩ đây chính là chiến trường dành để phong hào của nam vực la thiên bên ngoài ngàn dặm rất nhiều phiến đá màu xanh trôi nổi phía trên mỗi một phiến đá này đều có một người hoặc mấy người khoanh chân ngồi chờ đợi số lượng phiến đá này rất nhiều đầy áp bốn phía các phiến đá này được những khán giả các trận tranh đoạt phong tiên nam vực la thiên chuẩn bị bây giờ tại bên ngoài ngàn dặm này có tu sĩ đủ loại trình độ không dưới mấy vạn, đại đa số trong số những người này với tu vi của mình đều không mong đợi gì, đều đang bị vây hãm ở bước đầu tiên của tu đạo. Lần này đến nơi này ngoại trừ những người đi cùng với những người tranh đoạt thuộc gia tộc của mình còn lại là hy vọng mở rộng tầm mắt, mục đích là chứng kiến tiên pháp. Tại vô số phiên đá màu xanh còn có không ít các phiên đá màu đỏ thẫm, phía trên này tuy cũng đều có tu sĩ ngồi, nhưng mỗi một người này trong hai mắt đều có tinh quang lóe lên, chiến ý ngập trời. Bọn họ chính là những người đã đạt công nhận đủ tư cách để tham gia vào trận tranh đoạt của Nam Vực La Thiên các phiến đá màu đỏ thấm này ước chừng có ba bốn trăm cái nam vực la thiên tuyển chọn ra một trăm lẻ tám người có được tư cách tới lôi tiên điện là từ những người này mà tuyển chọn ra giờ phút này ngàn dặm bên trong chiến trường hai tu sĩ đang đối kháng với nhau đủ loại thần thông pháp thuật tràn ngập trình độ lực lượng ngang nhau các tiếng động ầm ầm vang lên quanh quần tất cả những người quan sát ở bốn phía đều tập trung tinh thần nhất là những người tham chiến ở lượt kế tiếp thì nhìn không chớp mắt đương nhiên cũng có một ít tu sĩ chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt lại hiển nhiên loại trình độ chiến đấu này không thể khiến cho bọn họ có hứng thú chiến không liệt là một trong số đó chiến gia là một đại gia tộc chiến không liệt thân là người ưu tú nhất trong số các tiểu bối của chiến gia tham gia vào trận chiến phong hào lần này của nam vực yêu cầu của chiến gia đối với hắn đó là lọt vào nhóm 10. vị trí trong 10 người đứng đầu nếu không có gì bất ngờ thì ta chiến được dễ như trở bàn tay ánh mắt của chiến không liệt mãnh liệt đảo qua rồi dừng ở trên một phiến đá màu đỏ thẫm ở xa xa trên phiến đá này thân công hổ đang ngồi khoanh chân hai mắt khép kín lúc này dường như phát hiện, mở hai mắt ra nhìn về phía chiến không liệt, hai người nhìn nhau cười, liền thu hồi ánh mắt lại, ánh mắt thân công hổ thu hồi, lại hướng nhìn về hư không xa xa, vẻ mặt có chút ảm đạm, tôn chủ bị diêu ra đuổi giết, việc này hắn vốn định đi để trợ giúp, như một lão tổ trong gia tộc tự mình ra mặt ngăn trở hành vi của hắn, thân công hổ tuy rằng không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể không khuất phục, nhưng nội tâm cũng cởi khải lạnh lùng. Hắn thầm nhủ diêu gia này trêu chọc tôn chủ thì thật sự là muốn chết. Sau đó mặc dù sự tình diễn ra ngoài dự kiến của thân công hổ, nhưng ở thời điểm diêu ra đổi giết, tôn chủ lần lượt phản kích khiến cho một lượng lớn tu sĩ phải bỏ mình, lại được mọi người xưng hô là ma đạo tử. Cuối cùng, ở bắc vực của La Thiên một trận chiến long trời lở đất diễn ra khiến cho cái tên hứa mộc hoàn toàn vang dội. Tất cả việc này tuy bề ngoài xem dậy lên thanh danh hiển hách, nhưng với thân công hổ thì để lại ấn tượng không hợp lý. Hắn vì thế trầm tư một hồi lâu, hồi tưởng lại cảnh tượng trước đây, trong nội tâm cũng dâng lên niềm chưa sót với tâm trí của thân công hổ cũng có phần đoán ra, chỉ sợ hứa mộc kia cũng không hùng mạnh như ta tưởng tượng, tu vi này chỉ sợ là cũng không còn bằng ta, mặc dù có sự tinh tiến nhưng cũng chỉ là có trình độ bằng ta, đều là dương thực đỉnh phong thôi. Ai? Nội tâm thân công hổ cực kỳ phức tạp, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía hư vô, nội tâm đồng dạng cũng đang phức tạp còn có chiến không liệt, nỗi lòng hắn và thân công hổ đều tương tự, và thời điểm cao trào nhất lúc vương lâm bị dơ ra đuổi giết, hắn dần dần hiểu ra, lập tức để lại một nỗi lòng khổ sở hứa mộc ôi không nghĩ tới chiến không liệt ta không ngờ cũng có một ngày bị người khác lừa bịp tu vi người này căn bản không phải là ta nhìn không thấu tu vi của hắn vốn là như vậy tại sao lại nghĩ là nhìn không thấu người này nhất định có kỳ ngộ ở trong lôi tiên giới cho nên mới nhưng đạt tới dương thực thế mà ta lại nghĩ hắn còn ẩn giấu tu vi mặc dù hiện tại người này tất nhiên cũng là tu vi dương thực ta cũng nhìn lầm hắn rồi nội tâm chiến không liệt thầm than khẽ trong lòng cực kỳ thất vọng ở phía sau chiến không liệt trên một tảng đá chiến vân đang khoanh chân ngồi nàng nhìn chiến không liệt nhìn thấy người này mặt mày đang nhăn nhó trong trái tim khẽ thở dài nàng hiểu rất rõ biểu ca lại đang nghĩ tới vị tiền bối kia mấy ngày này vị tiền bối kia hoàn toàn chấn động la thiên tinh vực mỗi lần nàng nhớ tới cảnh tượng trong lô tiên giới trong nội tâm đều cực kỳ rung động nếu không nhờ có tiền bối dẫn đầu cuộc tấn công kia thì chỉ sợ hiện tại nàng dĩ nhiên đã bỏ mình giờ phút này ở xa xa còn có một phiền đá màu đỏ sẫm đường ngôn phong quanh chân ngồi ở phía trên ánh mắt hắn âm trầm thấy được cảnh tượng này hắn hử lạnh một tiếng không nói gì, chỉ không liệt, thân công hổ, đường ngôn phong, ba người bọn họ ở nam vực của La Thiên đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là Nam Khỉ Tam Kiệt, trong những khán giả ở xung quanh, ngoại trừ các gia tộc tu chân gia còn có kẻ thù, đó là người phụ trách tranh đoạt phong hào để lựa chọn người lần này, trong đó có ba người đến từ Lô Tiên Điện, trong số ba người này có hai người mặc áo bào xanh, thần sắc lạnh như băng, ẩn trong hai mắt có lôi quang lóe lên, còn có một người, trên mặt lộ ra vẻ tăng thương, trên người mặc áo bào đen, hai mắt thủy chung nhắm lại, dường như hết thảy mọi việc trước mắt đều không thèm để ý, hai sứ giả lôi tiên điện mặc áo bào xanh đối với người này cực kỳ tôn kính, không chỉ có hai người bọn họ như vậy, ngay cả ở bốn phía, các lão tổ của các gia tộc ở trong Nam vực La Thiên này cũng cùng có thái độ này đối với lão giả mặc áo bào đen, rất là cung kính, ngoại trừ ba người này ra, các lão tổ của các gia tộc vùng Nam vực La Thiên cũng đến đây không ít, những người này ngồi trên các phiến đá màu trắng, các phiến đá màu trắng này không nhiều lắm, không đến 10 cái nhưng trên mỗi phía này cũng đều có một người ngồi, tất cả đều có thanh danh hiển hách, duy có một điều là lão tổ của thân công gia tộc và chiến gia hãy còn chưa tới. Trận chiến trong màn quang mạc kéo dài ngàn dặm này dần dần cũng tới hồi kết thúc, từng luồng ánh sáng pháp thuật bắn ra bốn phía, tại nơi hai người giao chiến các gia tộc tu chân đều chăm chú xem ai thất bại, một lát sau, một người trong đó thân mình run lên, thần thông của đối phương đã tới sát người, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tiên huyết chảy xuống đang nhanh chóng lùi về phía sau mắt nhìn thấy đối phương đang truy kích, người này thầm than, lùi nhanh tiếp về phía sau rồi trầm giọng nói, tại hạ nhận thua. Một tiếng cười dài từ trong miệng người đang truy kích truyền ra, thân mình người này khẽ chuyển, từ bỏ việc truy kích, trong hư ảnh của quần sáng lay động rồi xuất hiện một người, người này một mặc áo bảo màu xanh, đúng là một trong các sứ giả của Lôi Tiên Điện, lúc hắn xuất hiện cũng đồng thời lóe ra lôi quang, dường như có tiếng sấm rít cao, ánh mắt đảo qua rồi hắn bình tĩnh nói, Lý Diệp thắng, ngay tại lúc bên ngoài khu vực Nam vực La Thiên, Địa Viêm Tinh, đang diễn ra trận chiến phong hào, cách nơi này hơn 10 vạn, thân ảnh Vương Lâm từ trong hư vô thiên địa biển ảo xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn thoáng qua về phía xa xa, Lý Nguyên từng nói khu vực tranh đoạt phong hào ở Nam vực La Thiên được tổ chức ở địa viêm tinh, hơn nữa mỗi một người tham dự đều cần phải có lệnh bài tư cách của Nam vực La Thiên, nếu không có lệnh bài thì sẽ không được tham chiến, và lại một khi bắt đầu liền đem phạm vi trong vòng 10 vạn dặm phong tỏa lại, nếu mà đến chậm sẽ không được vào trong. Vương Lâm hừ lạnh một cái, thân mình tiến về phía trước một bước dưới chân hắn tản ra gợn sóng sau hai bước như vậy cả người lại biến mất bên ngoài mười vạn dặm địa viêm tinh mỗi một ngàn dặm toàn bộ đều có một tu sĩ quanh chân ngồi số lượng các tu sĩ này rất nhiều hình thành vòng tròn vây quanh địa viêm tinh hình thành thế phong tỏa khiến cho người khác không được phép đi vào từng luồng linh lực từ trong cơ thể bọn họ tràn ra liên tiếp bao phủ lẫn nhau hình thành một sự liên hệ chặt chẽ mỗi khi một vị trí có biến thì ngay lập tức sẽ bị toàn bộ mọi người phát hiện ra mạnh lâm lúc này đang khoanh chân ngồi ở trong tinh không trong thần sắc lộ ra sự khó chịu. Hắn vốn là người trong một gia tộc cực mạnh ở địa viêm tinh, ban đầu vốn định muốn mượn cơ hội tranh đoạt phong hào này để có thể quan sát đầy đủ các loại tiên thuật nhưng lại bị gia tộc phai đến nơi này, trong lòng rất là bực bội. Nghĩ đến mấy người cùng thế hệ trong gia tộc sau khi biết rằng mình bị an bài thủ hộ ở nơi này, biểu tình của đám người kia vui sướng khi thấy người khác gặp họa lại càng làm cho mạnh lâm càng thêm phiền muộn. Mặc dù là muốn hạ quyết tâm đả tọa nhưng bất kể như thế nào cũng không làm được. Tranh đoạt phong hào tiên nhân lần này, nhất là tam kiệt của nam vực kia, bọn họ có đủ mọi loại thần thông thuật, nếu có thể nhìn được thì nhất định đối với bản thân mình thật là có được vô số điểm tốt lớn lao. Ôi, Mạnh Lâm cảm khái than thở, tu vi của hắn chỉ là anh biến hậu kỳ và lại bị đình trệ rất lâu rồi, thủy chung không thể bước vào vấn đỉnh. Thời khắc này đang ngồi thở ngắn than dài đột nhiên đồng tử hai mắt hắn co rụt lại, nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy bên ngoài trăm trượng trước mặt của Mạnh Lâm, trong hư không kia bỗng nhiên xuất hiện một gợn sóng bé, dao động một chút rồi từ bên trong này bước ra một người. Toàn thân người này mặc áo trắng, tóc đen không gió tự động bay phất phới, nhất là hai mắt lộ ra một thứ ánh sáng rất khó có thể nói rõ. Ánh mắt mạnh lâm mới lần thứ nhất nhìn đến lập tức trong đầu liền ầm một tiếng, phảng phất vô số tiếng sấm điên cuồng nổ vang ở bên tai, nguyên thần trong cơ thể suýt nữa sụp đổ, linh lực lập tức tan rã, từ trong cơ thể trực tiếp thoát ly bay ra, cả người hắn trong nháy mắt này mất đi tri giác, bóng dáng của vương lâm nhoáng lên một cái, đi qua bên người mạnh lâm, mãi cho đến lúc đi ra rất xa, mạnh lâm lúc này mới có thể tỉnh thần lại, ánh mắt hắn lộ ra vẻ mê man, quay đầu lại nhìn lại, nhưng là cái gì cũng không nhìn thấy được. Kỳ quái, như thế nào vừa rồi lại hoảng hốt như vậy? Mạnh lâm gãi gãi đầu, nghĩ không ra nguyên nhân, thở dài rồi bắt đầu ngồi xuống thổ nạp. Kỳ dị chính là lần thổ nạp này không như các lần trước không thể thành công, chỉ trong một lát cả người liền chìm vào trong tu luyện. Trong 10 vạn dặm của địa viêm tinh, vương lâm vẫn chưa dung nhập vào thiên địa, mà là từng bước một, sử dụng một tốc độ càng lúc càng nhanh tiến về phía trước. Hắn sở dĩ không dung nhập vào thiên địa, sử dụng xúc địa thành thốn là bởi vì cuộc chiến này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, thông qua từng bước, từng bước một này, tâm tình hắn càng thêm bình lặng, song cái vẻ bình lặng này thật đáng sợ, một cỗ chiến ý theo từng bước đi này lại càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng lợi hại, càng lúc càng vượt lên về phía trước, chiến ý này, theo bước chân không ngừng thẳng tiến của Vương Lâm, điên cuồng nổi lên, cuối cùng, phảng phất ở phía sau Vương Lâm hình thành một luồng gió lốc, luồng gió lốc này quá mạnh mẽ, phía trong ẩn chứa chiến ý ngập trời ngập đất của Vương Lâm. 108 tiên, cái ta muốn không phải là 72 địa sát, mà là 36 thiên cang. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, cái hắn rất cần là phải thắng, nhất định phải thắng. Muốn tranh đoạt tư cách 108 tiên bên trong Nam vực La Thiên thì chỉ cần là tu sĩ bước đầu tiên có tu vi vấn đỉnh là đủ. Chiến ý biến thành luồng gió lốc, ở phía sau Vương Lâm điên cuồng tràn ngập ra khiến cho khí thế cả người hắn không ngờ mơ hồ dung hợp cả thiên địa. Hơn nữa trong luồng gió lấp này lại có hai con cá hai màu trắng đen âm dương khuếch tán ra một cách mạnh mẽ. Một luồng sóng gợn tràn ra, quét ra phạm vi mấy vạn dặm, vẫn còn đang không ngừng mở rộng, chiến ý từ trong lòng vương lâm biến thành. Giờ phút này trong lòng hắn chất chứa sát khí của thiên địa. Thêm nữa, trên đầu mái tóc đen bay phất phới, khiến cho hắn ở giờ khắc này mới thoạt nhìn phảng phất như một pho tượng ma tiên. Áo trắng trên người hiển lộ ra, không phải màu trắng của tuyết, mà là sắc trắng của cốt xương. Một trận chiến này, Vương Lâm chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn phải phải thắng một cách cực kỳ nhanh chóng giống như trận chiến này phải hoàn toàn dương danh ở la thiên chỉ có như vậy mới có thể nhằm vào người của hướng gia đưa ra yêu cầu khiến cho hướng gia không thể không coi trọng tư cách của hắn uyển nhi thú ý trong mắt của vương lâm nồng đậm đến cực điểm nhưng tại điểm cực hạn này lại còn có một tia bi ai thủy chung tồn tại sự bi ai này là đến từ uyển nhi của hắn hắn thủy chung nhớ rõ khi một giọt nước mắt cuối cùng của lý mộ uyển rơi xuống thì toàn bộ thế giới ở trước mắt hắn trở nên sụp xuống và cảm giác toàn bộ không trung hư vô đều lâm vào bi ai và tịch mịch hắn vĩnh viễn cũng không thể nào quên vào thời điểm vấn đỉnh vì trong lòng không từ bỏ cam nguyện với tình cảm yêu dấu của mình nên vì thế mà nghịch tu đi vào la thiên tinh vực này hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến tất cả việc này toàn bộ đều làm sao để uyển nhi sống lại năm đó trong lời nói của nữ tử hướng ra bị phong ấn trong bức tranh kia phảng phất như vô số tính sấm quanh quẩn làm rung động ở trong lòng vương lâm những lời này chính là một nguyên nhân căn bản khiến hắn đi vào la thiên tinh vực hắn không thể bại còn có ước định của thanh thủy cũng khiến vương lâm không thể bại mang theo loại tín niệm cực đoan này mang theo chiến ý bất bại nguyên lực trong cơ thể vương lâm điên cuồng vận chuyển chiến ý phía sau hắn biến thành luồng gió lốc lại trở nên bành trướng phía trong này tốc độ xoay tròn của hai con cá âm dương trở nên nhanh hơn chiến ý mạnh mẽ này điên cuồng tàn ra trong phút chốc lan ra mấy vạn dặm trong địa viêm tinh theo từng bước đi của vương lâm dần dần tốc độ hắn trở nên cực nhanh so với tiếng sấm đánh so với luồng sao băng so với giải cầu vồng thì phải nhanh hơn gấp mấy lần với loại tốc độ này cả người vương lâm trực tiếp xuyên vào bên trong ba ngàn dặm của địa viêm tinh tại đây trong nháy mắt trong màn ánh sáng bên ngoài mười ngàn dặm của địa viêm tinh hai tu sĩ đang giao chiến lập tức sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt ánh mắt lộ ra sự kinh hãi thậm chí còn quên chém giết lẫn nhau mạnh mẽ quay đầu lại nhìn thẳng chằm chằm phía xa xa kia cái ngọn nguồn mà làm cho tâm thần bọn họ chấn động kịch liệt giờ khắc này chẳng những là hai người bọn họ tất cả bốn phía trong vòng ngàn dặm gần như thần sắc toàn bộ mọi người đều biến hóa đều nhanh chóng nhìn về phía xa xa. Trong số sứ giả của lôi tiên điện, hai người đàn ông mặc áo bào màu xanh kia cũng biến sắc, trái tim tăng tốc đập nhanh hơn, máu toàn thân dường như bắt đầu dừng lại, chỉ có nguyên lực ở trong cơ thể đang sử dụng tốc độ đáng sợ tự động vận chuyển, dường như nếu không làm như vậy thì không thể chống cự được. Mấy lão tổ của các tu chân gia tộc bên cạnh đang ngồi cũng phải mở đôi mắt nhìn chăm chú về hướng xa xa, khuôn mặt lộ sự giật mình, tinh quang trong hai mắt lóe ra, lộ ánh sáng dọa người, chiến ý thật là mạnh mẽ, đến bọn họ còn như thế lại càng không dùng từ ngữ gì để tả nổi cảm giác của những người khác. Trong vòng ngàn dặm, tất cả các tộc nhân đang ngồi trên các tảng đá, toàn bộ ánh mắt đều lộ vẻ thiết sợ, nhìn về hướng xa xa, linh lực trong cơ thể bọn họ chuyển động điên cuồng, gần như không bị chính bản thân họ khống chế. Bởi chiến ý khổng lồ không thể tin nổi kia áp xuống, bọn họ nếu không làm như vậy thì lập tức sẽ tâm thần bị tổn thương. Chiến ý này quá đậm, chiến ý này quá mạnh mẽ, chiến ý này quá mức bá đạo. Chiến, chiến ý vô cùng này dường như hóa thành một chữ chiến, giống như âm thanh bạo nổ ầm ầm ù ù quanh quẩn bên tai tất cả tu sĩ trong vòng ngàn dặm chữ chiến này không có tiếng động nhưng ở giờ khác này cũng có thể làm cho bên trong tâm thần mọi người cảm nhận được mà trở nên chấn động trong đó một ít tu sĩ có tu vi không cao lập tức liền phun ra tiên huyết ngay lập tức bị thương bọn họ bại đó là thua ở chiến ý này trong lòng nổi lên ý niệm không thể chống cự trong nháy mắt hai mắt thân công hổ mạnh mẽ mở ra hắn đứng lên một cách dứt khoát một luồng khí thức không thể chống cự đến từ trong linh hồn giống như một hồng thủy đang tấn công, lại ở trong tâm thần hắn, phảng phất xa xa trong hư không ở phía trước có một cái đầu mãnh thú thời viễn cổ đang từng bước một đi tới, chiến ý vô cùng kia làm kích thích sôi trào nhiệt huyết của hắn, khiến cho hắn phảng phất trong lòng như đang nghẹn lại, nếu không nhổ ra thì lập tức sẽ bị thương. Cái này cũng không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt là chỗ đó là trong chiến ý này có một luồng khí tức má thân công hổ rất quen thuộc, trong lòng hắn sự chua xót và nghẹn ngào lần lượt thay đổi, hình thành một nỗi lòng phức tạp, tràn ngập cả toàn thân tôn tôn chủ thân mình thân công hổ run rẩy hắn vốn nghĩ rằng chính mình đã thất vọng vốn nghĩ rằng chính mình đối với tôn chủ đã mất đi sự tin tưởng vốn tưởng rằng chính mình đã bị đối phương lừa bịp dường như đã trở thành một người ngốc nghếch nhưng tại thời điểm này trong lòng hắn hiện ra một cỗ lực lượng dũng mãnh lực lượng này khiến hắn lại trở nên kích động chỉ có điều cái sự kích động lúc này đây cũng còn có một chút không cầm lòng a à... một tiếng giống rít gào của thân công hổ hóa thành một luồng khí thức khổng lồ lượn lờ toàn thân hơi thở này vờn quanh lại hấp thu nỗi lòng phức tạp ở thời điểm này của thân công hổ cuối cùng cũng đồng dạng hóa thành một lùng chiến ý ngập trời bay ra phảng phất hình thành một con cự long hướng về phía xa xa giống giận chẳng những là hắn giờ phút này chiến không liệt cũng đứng lên nhìn chằm chằm về phía trước hắn không giống như thân công hổ có thể phát giác sự tiên đến của hứa mộc nhưng hắn lại có thể theo từ trong chiến ý này tìm được một tia quen thuộc mang theo sự phỏng đoán trong lòng mang sự bức áp đè nén của chiến ý mang theo cái sự khí thế bất khuất trong thiên địa của hắn thân là người của chiến gia sau khi tiếng giết cào của thân công hổ cả người hắn phảng phất một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ bộc phát ra một luồng chiến ý ngập trời chiến ý này đồng dạng hóa thành cự long nhưng là một con rồng kiếm khí từ trong cơ thể hắn lao ra đường ngôn phong chậm rãi đứng lên một cỗ sát khí nồng đậm từ trong cơ thể hắn bùng nổ cả người hắn phảng phất như một tia chớp một bước tiến lên thẳng tiến đến cỗ chiến ý trước mặt hai mắt hắn lạnh lẽo sát khí long trời lở đất sát khí này và chiến ý dung hợp hình thành một luồng gió lấp mạnh mẽ quét ngang ra cùng với chiến ý của thân công hổ chiến không liệt dung hợp điên cuồng tiến về phía trước đối kháng dưới áp bách lúc này đồng dạng cũng bị kích phát ra chiến ý trong người cũng không phải chỉ có ba người bọn họ gần như một lúc sau lục tục liền có mười đạo chiến ý phóng lên cao mang theo ý niệm trong đầu không khuất phục phảng phất như tiếng sấm tiếng ầm ầm ù ù bắt đầu truyền lại cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ ở bốn phía toàn bộ đều khiếp sợ duy nhất có lão già mặc áo bào đen đến từ lôi tiên điện kia thủy trung thần sắc vẫn bình tĩnh hai mắt khép kín không có nửa điểm biến hóa đủ loại chiến ý biến thành các luồng gió lốc lập tức va chạm cùng luồng chiến ý áp bức kia của vương lâm sau một tiếng nổ ầm vang động trời dường như trong vòng ngàn dặm tinh không đều run dày vương lâm toàn thân áo trắng từ xa xa từng bước một đi tới theo sự tiến đến của hắn ở phía trước hắn chiến ý của mọi người giống như như một thực thể từng điểm từng điểm bị đày xuống giờ phút này hai mắt của vương lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo giờ phút này sắc khí trong tâm thần hắn như lửa chiến đấu ngập trời không một chút nào nhân nhượng áp chế xuống một tiếng gầm nhẹ quanh quẩn đường ngôn phong cả người trực tiếp lao lên trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ tàn mát ra kiếm khí kinh người theo nguyên lực toàn thân hắn vận chuyển lại có từng trận thần thông từ trên người hắn bay ra hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ vần quanh rồi dùng hết sức lực lao thẳng đến vương lâm ở phía sau hắn còn có một ít tu sĩ tại đây cố gắng đè ép chiến ý xuống mà không được hăng hái bay lên nhằm về phía vương lâm ánh sáng lạnh lẽo trong hai mắt vương lâm chợt lóe lên một bước tiến lên tay phải nâng lên lập tức trong nguyên lực trong cơ thể ầm ầm tự động hóa thành một luồng gió lốc ở một tiếng tràn ngập bốn phía tu vi khuy niết sơ kỳ trong giờ phút này từ trong cơ thể vương lâm toàn bộ xuất ra quét ngang thiên địa nguyên lực điên cuồng bay ra hai mắt đường ngôn phong lộ ra một tia kinh hãi hắn chẳng thể nghĩ tới rằng tu vi người trước mắt không ngờ đột phá dương thực đạt tới khuy niết ngay tại nháy mắt hai mắt đang hoảng sợ này vương lâm một bước tiến lên chảm lá quyết trực tiếp lóe lên xuất hiện rồi dừng ở trên thanh trường kiếm màu đỏ của đường ngôn phong kiếm này nghe ở một tiếng rồi lập tức vỡ vụn hóa thành nhiều mảnh nhỏ ở khoảnh khắc đường ngôn phong đột nhiên thẫn thờ phương lâm tiến tới bên người song chỉ thành kiếm phá hủy hết thảy thần thông của đối phương khiến cho đóa sen màu hồng bên ngoài thân thể của đường ngôn phong trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ tiếng động ầm ầm vang vọng song chỉ của tay phải vương lâm không có nửa điểm tạm dừng trực tiếp đặt tại trước ngực đường ngôn phong phịch một tiếng đường ngôn phong há miệng phun một ngụm lớn tiên huyết bay ngược xuống tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên trong cơ thể lại có vô số lôi quang phát ra, nguyên thần bị thương nặng, lăn lộn dưới mặt đất. Hết thảy các việc này hoàn thành đều là chỉ ở trong chớp mắt, nhanh không thể tin nổi. Với tu vi quy niết của Vương Lâm để đánh lui một dương thực đỉnh thì thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Nếu trong tâm của hắn có ý định giết người thì dưới cái chỉ kia nhất định sẽ khiến đường ngôn phong phải bỏ mình. Lúc này hắn khẽ thu chỉ lại, con mắt thứ ba của hắn ở mi tâm bỗng mở ra một cái, ánh hồng quang bùng lên, theo cái xoay người của Vương Lâm, một màn hồng quang tản ra một đám tu sĩ tiến ở phía sau đường ngôn phong tất cả đều thần sắc đại biến đủ loại thần thông bên ngoài cơ thể bọn họ toàn bộ bị hóa thành bổn nguyên cả đám người miệng phun tiên huyết phảng phất bị thương nặng trực tiếp rơi dụng trở lại một trăm lẻ tám tư cách của nam vực la thiên hứa mỗ phải đứng thứ nhất vương lâm ánh mắt lạnh lùng chậm rãi mở miệng hứa mộc trong đám tu sĩ ở bốn phía lập tức có người kinh hãi hô lên mà đạo tử hứa mộc hắn chính là hứa mộc ta đã tận mắt gặp qua hứa mộc hứa mộc ở la thiên tinh vực người này bị diêu gia truy sát cuối cùng cũng khiến cho Diêu gia đại bại mà quay trở về, dưới phòng trời này vẫn là một tệ nhất nhân không thể bị thương tổn. Nghe đồn Diêu gia lần này tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, bị tên ma đạo tử hứa mộc này giết hại rất nhiều tộc nhân, không chỉ như thế, rất nhiều gia tộc tu chân lúc trước tham dự cuộc chiến của Diêu gia cho tới bây giờ đều thấp thỏm không yên, một khi hứa mộc này còn sống, bọn họ sẽ còn phải lo lắng bị trả thù. Đủ loại âm thanh bàn luận sau một lát trầm ngâm cũng bùng phát ra, cái tên hứa mộc này trong La Thiên tinh vực quá lớn, gần như không ai là không biết thân công hổ ngơ ngác nhìn vương lâm sự phức tạp trong lòng mạnh mẽ dâng lên chỉ là lúc này trong một khắc tu vi khuy niết sơ kỳ của vương lâm làm cho hắn chấn động loại khiếp sợ này từ sâu trong lòng hắn tràn nhập mạnh mẽ xuất hiện khắp toàn thân hắn thật sự không rõ người trước mắt rốt cuộc có đúng là người mà mình nghĩ hay không chiến không liệt cũng ngây ra như vậy hắn thế nào cũng không nghĩ tới chiến ý mang lại cảm giác quen thuộc kia không ngờ lại là của vương lâm nhất là tu vi của vương lâm hiện giờ đã khiến hắn ngơ ngác hoàn toàn lần đầu tiên nhìn thấy hắn là vấn đỉnh hậu kỳ lần thứ hai là cảnh giới dương thực lúc này lần thứ ba cũng đã đạt tới khuy niết sơ kỳ hắn thật sự không có ẩn giấu tu vi sao chiến không liệt vô cùng bối rối tiền bối chiến vân ở bên cạnh chiến không liệt mang theo một vẻ ngạc nhiên vui mừng nhanh chóng bay đi dừng ở cách vương lâm hơn mười trượng lập tức ôm quyền thần sắc cực kỳ cung kính không chỉ có nàng giờ phút này trong vòng vạn lý của địa diêm tinh còn có những người ngày đó đã được vương lâm đưa ra khỏi lôi tiên giới bọn họ cực kỳ xúc động, đều bay đến, lập tức không người bái kiến. Nhìn thấy những người này, Vương Lâm khẽ gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng quát khẽ âm trầm, từ trên một tảng đá lớn phía xa xa chuyển tới. Trên tảng đá kia có một lão già đang khoanh chân ngồi, bên người lão già còn có đường ngôn phong đang nằm hôn mê. Ngươi có tư cách gì mà muốn làm đệ nhất nhân thứ 108 của La Thiên Tinh vực ta, ngươi không có tư cách tham chiến. Hành động của ngươi như vậy, khác nào coi thường tất cả tu sĩ của La Thiên Tinh vực ta. Lão già nhìn chăm chăm vương lâm, mắt lộ sát khí. Theo hắn quan sát, hứa mộc này tuy không giết đường ngôn phong nhưng khiến cho đường ngôn phong trọng thương, cho dù thương thế có khôi phục thì tu vi cũng sẽ giảm đi rất nhiều, trận tranh đoạt phong tiên lần này cũng không thể có một chút cơ hội. Vương lâm thần sắc lạnh như băng, nhìn về lão giả phía xa xa, đúng lúc này, cách vương lâm trăm trượng, xuất hiện một trung niên tu sĩ, người này là một trong những người mà vương lâm cứu trong lô tiên giới, hắn trầm ngâm một lát, cắn răng một cái, mạnh mẽ nhìn lão giả đường ra, trầm giọng nói, ta là người của trần gia trong la thiên tinh vực tiến cử hứa tiền bối có tư cách tham chiến không biết trần gia ta có tư cách này hay không lão giả họ đường ánh mắt lé lên không nhìn về hướng tu sĩ trung niên này mà nhìn một trong những lão tổ của trần gia đã tiến đến cách đó không xa giờ phút này lại có một tu sĩ bước ra tu sĩ này có chút già nua sau khi bước ra nhìn về phía lão giả họ đường trầm giọng nói triệu gia ở la thiên tinh vực tiến cử hứa mộc tiền bối có tư cách tham chiến không biết triệu gia ta trong mắt đường lão tiền bối có tư cách này không lý gia của la thiên tinh vực tiến cử hứa tiền bối có tư cách tham chiến không biết lý gia ta có tư cách này không một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu tím tiến lên một bước nhìn về phía lão giả họ đường trịnh gia cũng tiến cử hứa tiền bối không biết trịnh gia ta có tư cách này không sau người đàn ông trung niên kia một người phụ nữ mặc y phục sặc sỡ cũng đi ra thanh âm tuy nhẹ nhưng lộ ra một vẻ kiên quyết tại hạ là người trong chi chính của mưu gia tiến cử hứa tiền bối mưu gia ta là một trong những gia tộc trên chủ tinh đường lão tiền bối, nô gia ta có tư cách này không? Một thanh niên áo đen, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi đi ra, bốn người này đều được Phương Lâm cứu ở lôi tiên giới. Bọn họ đối với Phương Lâm vẫn mang ơn, chỉ là khi Phương Lâm bị diêu ra truy sát, cũng vì gia tộc cản trở mà không thể tương trợ, nhưng sâu trong đáy lòng đối với Phương Lâm vẫn rất ái náy. Giờ phút này, dù bất cứ giá nào cũng không chút do dự, đứng về phía Vương Lâm, cảnh tượng này khiến cho lão và họ đường kia biến sắc, ngay cả lão tổ trần gia cũng ngẩn ra, lập tức khóe miệng cười khổ cũng chỉ đơn giản nhắm mắt lại, song không chỉ có hắn, còn có vài người đứng đầu những gia tộc tu chân khác cũng nhắm mắt lại, chẳng quan tâm. Tuy nói như vậy, nhưng nếu có người nghi ngờ tư cách của gia tộc bọn họ, những người này cũng sẽ có ý kiến. Mạnh gia của địa viêm tinh tiến cử hứa tiền bối, không biết mạnh gia ta có tư cách này không? Lại có một tu sĩ bước ra, không chút sợ hãi nhìn về phía lão già họ đường kia, bách lý gia của lôi vân tinh tiến cử hứa mộc tiền bối. Từ không gia tộc của Thủy Minh tinh tiến cử hứa mộc tiền bối chu gia của địa viêm tinh tiến cử hớ mộc tiền bối chữ gia của thiên lam tinh cũng tiến cử hớ mộc tiền bối không biết chữ gia tà thân là một gia tộc trên chủ tinh có thể có tư cách này hay không hết người này đến người khác càng ngày càng có nhiều tu sĩ bước ra đứng cạnh vương lâm nhìn về phía lão già họ đường những người này cũng không ngoại lệ toàn bộ đều là những người ở lôi tiên giới đã được vương lâm cứu mạng cảnh tượng trước mắt khiến cho lão già họ đường trong lòng chấn động ánh mắt hắn lóe lên tinh quang nhìn về phía đám người đứng bên cạnh vương lâm chăm chú nhìn đám tiểu bối của mình với tu vi của hắn lúc này cũng phải trầm xuống không biết đám tiểu bối này muốn làm cái gì nhưng bọn họ làm như vậy không ngờ những trưởng bối của gia tộc không phản bác mà cả đám lại nhắm mắt không nói hết thảy chuyện này khiến cho lão già họ đường lần đầu tiên đối với hứa mọc trước mắt có một tiếng hết sợ tu vi của hắn cũng đã đạt tới khuy niết nhưng cũng chỉ giống như vương lâm đều là khuy niết sơ kỳ nhưng hắn đã tiến vào khuy niết trong thời gian dài hiển nhiên đã đạt tới đỉnh của sơ kỳ trong la thiên tinh vực ở gia tộc tu chân tầm thường những người ở cảnh giới âm dương hư thực đã được xưng là lão tổ của bộ tộc, nếu không có có duyên khác, cũng không thể xuất hiện người đạt tới khuyên hiết, chỉ có những gia tộc tu chân trên những chủ tinh mới có thể có được khuyên hiết tu sĩ, nhưng tuyệt đối cũng không nhiều, mỗi gia tộc chỉ có thể có một người đã là tối đa, chỉ có những gia tộc tu chân giống như diêu gia được truyền thừa từ tiên giới như đường gia mới có thể có được tu sĩ chân chính đạt tới bước thứ hai, đây là nội tình của những gia tộc được tích lũy mấy vạn năm, không thể cưỡng cầu, lão già này là một trong bốn người đạt tới bước thứ hai của đường gia đồng thời cũng là người yếu nhất, chiến không liệt thay mặt chiến gia, tiến cử hứa mộc tiền bối có được tư cách, đường lão tiền bối, chiến không liệt ta có thể có tư cách này không, chiến không liệt sau khi trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn trầm trầm lão già của đường gia, sắc mặt lão già lại càng âm trầm, thân công hổ tiến cử hứa mộc tiền bối có được tư cách, thân công hổ không nói nhiều lời, sau khi lời này nói ra, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết, lão già đường gia cười rộ lên, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này một thanh âm bình tĩnh từ trong miệng lão giả áo tím thủy trung vẫn nhắm mắt trong ba sứ giả của lôi tiên điện từ từ truyền ra hứa mộc có tư cách lời này vừa nói ra lão giả đường ra sắc mặt hoàn toàn biến đổi hắn biết thân phận của lão giả áo tím kia nghe thấy lời nói của đối phương hoàn toàn không dám phản bác trong tiếng hử lạnh vung tay áo cuốn lấy đường môn phong trực tiếp rời khỏi đám tộc nhân của đường ra cũng nhanh chóng bay lên theo sát phía sau lão giả hướng về phía xa xa rời khỏi trước khi đi lão già họ đường còn hung hăng liếc mắt nhìn vương lâm một cái trong ánh mắt lộ ra sát khí vương lâm bình tĩnh nhìn lại mở miệng nói bạo chữ bạo này vừa nói ra lão già họ đường ngần ra cũng lập tức biến sắc ngay lúc xoay người đường ngôn phong đang được hắn cuốn lấy lập tức thân mình chấn động ở một tiếng tan vỡ hóa thành vô số mảnh máu thịt ngay cả nguyên thần dưới sức tấn công này cũng bị phá vỡ hoàn toàn không để cho lão già kia một cơ hội giải cứu từ lúc trước vương lâm đã để lại một lực lượng ẩn giấu sâu bên trong cơ thể đường ngôn phong trừ phi tu vi cao hơn hắn một bậc đạt tới khuy niết trung kỳ nếu không quyết không có khả năng trong thời gian ngắn phát hiện ra được giờ phút này nếu người của đường ra đối với hắn lộ ra sát khí vương lâm sẽ không chút do dự kích nổ lực lượng kia khiến cho đường ngôn phong hoàn toàn diệt vong đường ra ngươi muốn thành diêu tộc thứ hai sao thanh âm vương lâm rất bình thản nhưng bên trong ẩn chứa sát khí nồng đậm như gió lạnh hứa mộc lão giả họ đường kia mang theo một phải đau lòng nhìn chằm chằm vương lâm tiến lên một bước lao thẳng đến vương lâm vương lâm thần sắc như thường nâng tay phải lên đúng lúc này một tiếng hử lạnh từ trong miệng lão già áo tím trong đám sứ giả của lôi tiên điện truyền ra lão già này lần đầu tiên mở hai mắt lộ ra ánh sáng lạnh như băng trong thời gian phong danh hiệu không cho phép đánh nhau vì việc riêng tộc nhân của đường ra hãy cút đi cho lão phu đợi sau khi phong danh hiệu xong nếu các ngươi muốn trả thù thì hãy học theo diêu ra mà tự giải quyết lão già họ đường dừng lại trầm ngâm một lát thu hắn Liệp nhìn vương lâm một cái xoay người dẫn theo tộc nhân nhanh chóng rời khỏi ngươi muốn là người thứ 108 có tư cách là đệ nhất nhân của la thiên tinh vực lão già áo tím của lôi tiên điện ánh mắt lé lên bình tĩnh nói vương lâm nhìn lão già này với tu vi của hắn lúc này có thể mơ hồ thấy được có một luồng nguyên lực rất mạnh dao động người này vương lâm không nhìn ra tu vi nhưng nếu đoán thì cũng chỉ kém hơn huyết tổ một chút cho dù không phải tịnh niết kỳ thì nhất định cũng phải là đỉnh của khuy niết hậu kỳ đúng vậy vương lâm bình thản mở miệng trong giọng nói lộ vẻ quyết đoán, cũng chiến ý mạnh mẽ xuất hiện, được, nếu nơi đây không có người thiêu chiến với ngươi, lão phu sẽ tuyên bố ngươi có tư cách trở thành đệ nhất nhân của La Thiên tinh vực. Lão giả áo tím trong mắt lộ ra một vẻ tán thưởng, chậm rãi nói, có người nào khiêu chiến không? Lão giả áo tím đảo ánh mắt lần lượt nhìn qua rất đông tu sĩ ngồi trên tảng đá màu đỏ sẫm, cuối cùng dừng lại ở một người. Người này toàn thân mặc áo đen, ước chừng khoảng 40 tuổi, thái dương có chút tái nhợt, trên tảng đá phía trước người hắn có cắm chín thanh đao. Người này cho dù là lúc trước bị chiến ý của Vương Lâm đè ép xuống, hắn cũng không hề có một chút phản ứng, thủy chung ngồi trầm ngâm, chỉ sau khi Vương Lâm để lộ ra là tu sĩ Khuy Niết sơ kỳ, hắn mới ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia chiến ý rất khó phát hiện, chiến không liệt, muốn khiêu chiến với Hứa Mộc Tiền Bối, một thanh âm lột ngột vang lên, chiến không liệt hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp và bối rối, nhưng bên trong cũng ẩn chứa chiến ý, hắn hướng về Vương Lâm ôm quyền, cung kính nói: "Nếu Hứa Mộc Tiền Bối khiến cho chiến mộ tâm phục, chiến không liệt nguyện dâng lên đạo niệm" tôn tiền bối làm tôn chủ hết sức phụng mệnh lời hắn vừa nói ra lập tức trong vòng ngàn dặm dâng lên sóng lớn một thức thần thông của vương lâm đánh lui đường ngôn phong lại hiển lộ ra tu vi chân chính đã đạt tới bước thứ hai hiện tại là khuy niết sơ kỳ đối mặt với một sức mạnh như vậy lời nói của chiến không liệt là trong lòng mọi người dâng lên những suy nghĩ khác nhau mặc cho tu sĩ bốn phía quan sát suy nghĩ ngay khi lời này được chiến không liệt mạnh mẽ nói ra hắn liền nhoáng lên một cái trực tiếp tiến vào bên trong quầng sáng ngàn dặm mắt sáng như đốt hắn nhìn về phía vương lâm thần sắc cực kỳ ngưng trọng ông quyền nói hứa mộc tiền bối xin chỉ giáo vương lâm thần sắc như thường nhìn vào ánh mắt của chiến không liệt ánh mắt hiện giờ của hắn nhìn lên người chiến không liệt ở một góc độ nào đó so với năm đó hoàn toàn khác hẳn năm đó hắn chỉ có thể giả mạo làm tiền bối cho dù lúc ở lôi tiên giới tu vi so với chiến không liệt cũng chỉ là tương đương trong lời nói vẫn còn phải có chút cẩn thận nhưng hiện tại tu vi của hắn đã đột phá dương thực chân chính đạt tới bước thứ hai quy niết sơ kỳ nhìn lại chiến không liệt này, tâm thần Vương Lâm hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt hắn không có một chút gợn sóng, ngươi không phải là đối thủ của ta, niệm tình ngươi và ta trước đây có quen biết, hãy lui ra, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, bình thản nói, chiến không liệt trầm ngâm một lát, hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, trầm giọng nói, tiền bối, vãn bối 700 năm trước ở thiên lôi tinh đã cảm ngộ ra sự bất khuất trong sấm xét, đem uy lực bất khuất của trời đất kia dung nhập vào bản thân quay về gia tộc ngồi tĩnh tọa dưới chữ chiến di vật của tổ tiên để lại suy nghĩ suốt trăm năm tạo thành ý cảnh của bản thân ý cảnh của ta chính là chiến ý bất khuất dựa vào ý cảnh này tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh thẳng tiến một đường cho đến 400 năm trước đạt tới cảnh giới dương thực nhưng cho đến ngày hôm nay ta vẫn không tiến thêm được nửa bước tiền bối đạo của ta là đúng hay sai kết thúc ở đây nhé tập tiếp theo bộ truyện tiêm lịch ở trong phần danh sách phát nhớ đăng ký ủng hộ kênh quy truyện nhé cảm ơn